Ace cúc. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, muốn ăn ngay là trộn liền tay. Đặc trưng nước sốt đậm đà, hít hà mê ly, càng ăn càng cuốn. Mỗi lần thưởng thức là rộn ràng như ngoài hàng quán. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, tuyệt hảo mì xào bao vui như quán. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn sữa tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù tỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, khiến kèm thực chất. Ace Cook. Và xin được chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của đấu trường giai vọng mùa xuân năm 2024. Và chúng ta đã cùng nhau đến với những vòng thi đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi, giai đoạn 1 của vòng bảng của mùa năm nay rồi. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành tài trợ cùng giải đấu. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Miễn Liền Hào Hảo và Mili Andy Hào Hảo đã tiếp tục đồng hành lần thứ 5 liên tiếp cùng đấu trường giai vọng Liên Cô Mobile. Hào Hảo, Bùng Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng nước uống sữa trái cây TH Chu Chu Spill, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH, đã đồng hành cùng đấu trường giai vọng mùa xuân 2024. TH Chu Chu Spill, năng lượng tự nhiên, chiến game cực chất. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hai ngày thi đấu đầu tiên của tuần mới, và những đội tuyển đang xếp ở những vị trí dẫn đầu như là OneStar Esports hay là đội tuyển Sài Gòn Tôm đang dần lấy lại được cái mạch thắng của mình. Trong khi đó với những đội tuyển top dưới thì vẫn là một cuộc cạnh tranh cực kỳ gắt gao, khi mà ở top dưới thì những đội tuyển chỉ cách nhau có 1 cho tới 2 điểm số mà thôi. Một lần nữa chúng ta được xem lại bảng xếp hạng tính tới thời điểm hiện tại, khi mà OneStar Esports cùng với Sài Gòn Tôm và FPT Flash đang là ba đội tuyển dẫn đầu. OneStar Esports thì có 5 điểm, Sài Gòn Tôm và FPT Flash có 4 điểm.
Xếp sau đó là TDT với 3 điểm. Ở vị trí thứ 5 là GG Live với 2 điểm, bằng điểm với cả Heavy nhưng hơn về mặt hiệu số. Và ở hai vị trí cuối cùng sẽ là Black Sirius Sport cùng với IEG Media khi họ mới chỉ có cho mình 1 điểm mà thôi. Và với lịch thi đấu của ngày hôm nay, Black Sirius Sport sẽ phải đối đầu với cả GG Live ở trong trận đấu đầu tiên. Sau đó thì cũng có rất là nhiều những trận đấu hay cũng sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay. Và phải nói rằng đây là một cuộc chiến của hai đội tuyển đang có phong độ khá là thất thường. Từ đầu mùa giải đến giờ. Với trường hợp của GG Live thì đầu mùa họ có một chiến thắng vang dội trước Sài Gòn Phantom, rồi sau đó họ thua thông 3 trận rồi mới quay trở lại với cái nhịp thắng của mình. Còn với các thành viên của bên phía Black Sirius Sport, mặc dù chất lượng đội hình của họ được đánh giá là khá cao và có thể cạnh tranh một vị trí ở trong top 4 cũng như là top 6 năm nay, nhưng tới thời điểm hiện tại thì những con người của họ đang chưa thể hiện được quá nhiều. Và bây giờ thì Black Sirius Sport cũng cần phải nhanh chóng quay trở lại để có thể là tìm kiếm một tấm vé tham gia vào giai đoạn 2 của đấu trường hy vọng mùa xuân hay không ạ? Đấu trên vọng mùa xuân 2024. Rõ ràng lúc này thì khi mà BRS họ đã để thua trước FPT Flash, thế nên việc mà cạnh tranh vào trong vị trí top 4 nó cũng sẽ là một câu chuyện tương đối khó khăn. Nên có lẽ mục tiêu trước mắt ở trong giai đoạn 1 lúc này sẽ tạm thời là quay trở lại top 5, top 6 đã, để ít nhất là được tiến đến giai đoạn 2. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là mục tiêu rất cần thiết đến từ BRS, vì đến lúc này họ đang xếp ở trong nhóm cầm đèn đỏ. Hơn nữa thì dạo lượt về sẽ phải cố gắng rất nhiều. Đây là đội hình gia quân đến từ Black Sirius Sport ở trong ngày thi đấu hôm nay: Tarik T, River, Zeus, HQ cùng với Double N. Những cái tên rất quen thuộc thôi. Trong đội hình của Black Sirius thì vẫn còn một người chơi dự bị nữa là YT. Và đến lúc này chúng ta cũng không nhìn thấy YT quá nhiều. Mặc dù thì có rất nhiều những gọi là cái ý kiến trái chiều đến từ nhiều khán giả về những vị trí xoay quanh những con người của Black Sirius ở trong mùa giải năm nay, đặc biệt là cả Zeus nữa. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Grab vẫn tin tưởng và sử dụng 5 chàng trai này sẽ là lá đánh chính ở trong mùa năm nay. Chính ra cứ nói rất là điểm yếu này đó, rất là đang có tới 4 cái MVP trong những chiến thắng của Black Sirius, anh ta nhiều nhất. Trong đó thì người nhiều nhì chỉ có một cái thôi. Thế nên rõ ràng dù gì thì dù rớt vẫn là một thành viên tương đối quan trọng cho cái mắt xích vận hành của BSS ở trong mùa năm nay. Còn với GG Live thì họ sẽ có Bridget được thi đấu ở khu vực đường tà thần Caesar, Gray ở vai trò đi rừng, đường giữa sẽ là NTGG xạ thủ Hoàng TD, và cuối cùng đó là hỗ trợ Tama. Đã có nhiều chỉ trích nhắm vào phong độ của Tama ở trong quãng thời gian ở đây, khi mà anh ta thường xuyên là một cái tác nhân dẫn tới việc là GG Live để thua. Tuy nhiên, Tama thì vẫn đang cố gắng lấy lại phong độ của mình và đã giúp cho G-Live có được trận thắng gần đây nhất. Nhìn chung thì layup của bên phía G-Live vẫn là một layup hứa hẹn và hoàn toàn có thể cạnh tranh một vị trí ở trong top 4 với những con người vừa giàu kinh nghiệm, vừa có cái sức chiến đấu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, họ cũng cần phải bình ổn cái phong độ của mình, không được để mất điểm với những đội tuyển được đánh giá thấp hơn như là Black Sirius Sport ở trong ngày thi đấu hôm nay. Player Trung Quốc của bên phía Black Sirius sẽ gọi tên Zeus, tuyển thủ Zeus. Như những gì mà bên Trần Nam vừa chia sẻ thì có tới 4 MVP và đang là người chơi đường giữa sở hữu lượng MVP nhiều thứ 3 của giải đấu năm nay. Nhìn chung thì Zeus đang có một giai đoạn đầu để mà nói thì cũng không thực sự quá tốt, khi mà anh ta cũng thường xuyên mắc phải những sai lầm cá nhân dẫn tới những thất bại của Black Sirius. Nhưng với một tuyển thủ mới thì tôi nghĩ rằng là như vậy cũng khá ổn rồi. Nói chung là chắc chắn rồi, đến với đấu trường vọng môi trường khắc nghiệt nhất của giải đấu chuyên nghiệp thì cái việc mà Zeus thể hiện ra sự non nớt của mình và sự kém cạnh so với những đàn anh nó là chuyện bình thường. Hơn nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là Zeus ở năm nay mặc dù thi đấu không phải quá nổi bật, nhưng anh ta giữ được một sự ổn định, ít nhất là về mặt lượng sát thương là tương đối tốt. Tuy nhiên ngày hôm nay anh ta sẽ phải đối đầu với một con quái vật sát thương đúng nghĩa, đó là NTGG, người đang có tới 152.830 sát thương trung bình trong một trận đấu. Nhưng cũng phải nói rằng là mùa năm nay thì NTGG cùng với G-Line đang có thông số thi đấu trung bình một ván đấu rất là lâu nhất giải đấu với hơn 21 phút thi đấu. Thực ra là FPT Flash cũng hơn 21 phút. Tôi nhớ không nhầm thì bên phía của GG Live là 21.6, còn Flash là 21.4, tức là cũng ngang nhau thôi. Nhưng rõ ràng là với cái thời lượng ngang như thế và nó cũng sẽ bổ trợ rất nhiều cho cái lượng sát thương mà NTGG có thể gây ra trong một trận đấu. Thế nên chúng ta có một thông số rất ấn tượng đến từ NTGG về khả năng gây sát thương trung bình. Đây là huấn luyện viên trưởng của bên phía GG Live, Oppa. Oppa ở trong thời điểm mà anh ta dẫn dắt đội tuyển GG Live tham gia vào AIC 2023 đã để lại rất nhiều tiếng vang. Ở nơi đó thì GG Live đã có những mặt thể hiện tốt với cả những đối thủ trên đấu trường quốc tế. Nhưng khi mà quay trở lại với cả đấu trường hy vọng, có nhiều kỳ vọng hơn dành cho họ sẽ là một đội tuyển cạnh tranh trực tiếp cùng với Sài Gòn Phantom cũng như là OneStar Esports. Nhưng rồi cuối cùng thì GG Live đang chưa thể làm được điều đó một cách quá dễ dàng. Đây là 3 trận đấu trước đấy của bên phía Black Sirius Sport. Khi mà họ có một chiến thắng 3-0 vẻ vang trước Heavy thì ngay lập tức là 2 trận thua với tỷ số 1-3, khá là khó hiểu trước IEG Media. Và mới đây thì Black Sirius Sport cũng đã để thua OneStar Esports với tỷ số 0-3 dễ dàng. Thế nên là ở trên bảng xếp hạng hiện tại thì Black Sirius Sport vẫn đang có một hệ số không thực sự quá tốt. Ngày hôm qua khi mà Heavy đối đầu với Sài Gòn Phantom thì họ cũng đã có một hệ điểm hệ số rồi. Đấy. Và đó sẽ là một điểm hệ số rất quan trọng dành cho Heavy trong cuộc cạnh tranh vị trí top
5 và top 6 với Betsafe Sport cũng như là ING Media. Nhìn chung đây đã là vòng đấu thứ 6 của BS rồi. Họ đang gặp GG Live và vòng đấu cuối cùng thì nhớ không nhầm thì họ sẽ gặp TLT. Đó cũng sẽ là một trận đấu rất là căng của BS. Tôi nghĩ rằng là trong hai vòng đấu còn lại để mà nói rằng là có được một điểm cũng đã là một sự thành công rồi. Bởi vì tôi nghĩ rằng lúc này GG Live họ cũng đã bắt đầu quay trở lại với nhịp thắng của mình. Trận đấu gần nhất họ thắng TLT với tỷ số 3-1. Còn những trận đấu trước đó thì họ để thua với những đối thủ mà đúng là ở mùa năm nay đánh rất là tốt. Đó là One Star cùng với FPT Flash với cùng tỷ số là 1-3. Có lẽ là GG Live gây thất vọng nhiều nhất đó chính là trận thua Heavy. Đó là trận thua hết sức khó hiểu sau khi họ vừa thắng Sài Gòn Phantom mà thôi. Đây là tỷ lệ dự đoán ở trên fanpage Cao Thủ Liên Quân về tỷ lệ dự đoán chiến thắng ở trong cặp trận này. Chúng ta cũng dễ hiểu thôi khi mà GG Live có tới 81% khán giả tin vào chiến thắng dành cho họ khi mà ngày hôm qua họ chiến thắng rất ấn tượng trước TLT với tỷ số 3-1. Và BS thì đang ở trong một chuỗi thời kỳ phải nói rằng là tương đối tối tăm khi hai trận đấu gần nhất là đều thua. Tuy nhiên Betsafe Sport thì họ hoàn toàn có thể tạo ra được nhiều sự đột biến ở trong ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta có nhớ rằng trong cuộc đối đầu của Betsafe cùng với Heavy, Betsafe cũng được đánh giá là yếu hơn. Họ có một tỷ lệ dự đoán là ít hơn rất nhiều so với cả Heavy. Nhưng rồi cuối cùng thì Betsafe vẫn có được một chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Heavy. Chính vì vậy ngày hôm nay G-Live cũng không được đánh mất cảnh giác của mình. Họ vẫn phải cố gắng thi đấu, hạn chế những sai lầm để tìm kiếm thêm một điểm số nữa trước các thành viên của bên phía Betsafe Sport. Nhìn chung thì ở thời điểm này việc phân chia bảng xếp hạng cũng đã khá rõ ràng rồi. Khi mà những đội tuyển top đầu thì đang lấy lại phong độ, còn những đội tuyển top dưới cạnh tranh vị trí top 5, top 6 vẫn đang là một cuộc chiến sinh tử. Và đây sẽ là ván đấu đầu tiên, ván đấu mà bên phía BS cần phải tạo ra lợi thế đánh thẳng vào tâm lý của các thành viên bên phía GG Live. Họ sẽ được chơi ở phần sân màu xanh, có quyền đưa ra những sự chọn bán pick trước, còn với GG Live họ sẽ ở phần sân màu đỏ. Và liệu rằng ở trong ván thi đấu này GG Live có muốn đưa ra những bài thử nghiệm, có thể là thả ra con bài Aya hay là Rui hay không? Tôi nghĩ rằng là cũng hoàn toàn có thể thả ra Aya và Rui. Cơ bản thì ở trong mùa năm nay rơi rớt, để mà nói rằng vận hành được con Rui một cách trơn tru nó sẽ là một điều tương đối khó khăn đấy. Nhưng chúng ta vẫn đang thấy một sự cẩn tắc vô anh ấy đến từ G-Line ở trong game đấu đầu tiên thì phải. Rui sẽ bị cấm đi ở trong sự lựa chọn cấm đầu tiên bên phía phần sân màu đỏ. Còn đối với Black Sarus, như vậy họ chủ động cấm đi con Aya. Họ chủ động cấm Aya, và nếu như cấm như thế này thì GG Live chỉ cần cấm thêm Van Hên nữa thì rõ ràng là những vị tướng mạnh và khó chịu hàng đầu lúc này đều sẽ bị cấm hết đi. BS sẽ có thể đưa ra một sự lựa chọn mạnh ở đường giữa dành cho Zerg, dễ chơi và cũng khá dễ trúng thưởng, đó là Ikki, hoặc là một sự lựa chọn eo su sớm. Chúng ta cùng chờ đợi xem là con bài đầu tiên mà Black Sarus lấy về là gì đây. Ikki, eo su hay là một vị tướng khác sẽ được Black Sarus sử dụng ở trong sự lựa chọn đầu tiên của mình. Các bạn khán giả cũng hoàn toàn có thể đưa ra dự đoán của mình về những lượt pick của cả hai bên trong những slot đầu tiên. Tarikti đang rất tập trung trong việc ban pick, và liệu rằng anh ta sẽ lấy cho những người đồng đội của mình hay lấy cho chính bản thân của anh ta đây. Tarikti là một người chơi cũng đã quay trở lại với cả đấu trường danh vọng mùa năm nay, và anh ta cũng đã có màn thể hiện khá xuất sắc để gồng gánh các thành viên của bên phía BS ở trong quãng thời gian vừa qua. Và quyết định của bên phía BS sẽ là lựa chọn Ikki, một con bài dễ hiểu dành cho rớt ở khu vực đường giữa, khả năng kiểm soát tốt, khả năng thả diều cũng như là khả năng sốc sát thương là điểm mạnh của con bài Ikki này. Một vị tướng thường xuyên là nếu như không được cấm thì sẽ chắc chắn được khóa vào tới từ cả hai bên, và đó sẽ là sự chọn tới từ BS. Còn với bên phía GG Live, họ lấy Elsu để tước đi một đôi Elsu Bicky của bên phía đối phương, cũng như là Richter ở khu vực đường tá thần Caesar dành cho Bridget. Như vậy chúng ta sẽ có Elsu của Hoàng TD, một con bài mà dạo gần đây Hoàng TD cũng phải, tôi nghĩ rằng cũng phải tìm lại cảm giác bắn của mình. Trận đấu gần nhất với TDT là một trận đấu tương đối hay đến từ Hoàng TD khi kết hợp cùng với UA của NTGG. Những cú bắn cấu rỉa phải nói rằng là sốc đam sát thương quá khủng khiếp. Và không biết rằng trận này có một sự kết hợp như vậy hay không đến từ Elsu cùng với Yui. Richter cũng đang được lựa chọn sớm dành cho Bridget. Trong khi đó, BS họ lấy Timmy cùng với Violet, một cặp đôi quen thuộc ở trong mùa năm nay. Ở trong mùa năm nay thì có lẽ cái tỷ lệ xuất hiện Timmy Violet nó nhiều hơn rất nhiều so với lại là Violet cùng với Liliana. Có lẽ đây cũng là một sự dịch chuyển ở trong thời đại mới thôi, khi mà Liliana cùng Violet bây giờ cũng không để lại được nhiều dấu ấn như ngày trước nữa. Trong khi đó thì Timmy và Violet đây là cặp hack tiền rất là tốt, khi cả hai đều có thể tối ưu tiền cho nhau rất là ổn với phù hiệu, với nội tại và thậm chí là với cả cái khả năng dùng nhánh phù hiệu phụ nữa với uy áp, thì Violet hoàn toàn có thể tạo ra một khoảng cách chênh lệch tiền với Elsu rất lớn. Dạo gần đây thì các đội tuyển hay sử dụng cho mình đó là con bài Toro để khắc chế đi những vị tướng có khả năng gây ra hiệu ứng khống chế tốt như là Timmy của bên phía đối phương. Nhưng quyết định của bên phía GG Live trong ván thi đấu này sẽ là một vị tướng tạo ra nhiều đột biến hơn Toro, đó sẽ là Ibanez cho Tama ở vai trò trợ thủ. Ibanez cùng với Elsu sẽ là một đôi khá là áp lực tới từ bên phía GG Live để giúp cho họ tạo ra một quãng thời gian đầu game có phần là nhỉnh hơn so với cả bên phía đối phương.
tới với cả phần cấm thứ hai. G-Line thì quyết định sẽ cấm đi những con bài đi rừng của River, còn với BSS họ sẽ cấm cho mình đường giữa của NTGG, và những lực cấm của họ sẽ nhắm vào những Kira, Elandor cùng với cả Liliana. Chúng ta đang nhìn thấy con bài Elandor bị cấm đi đến từ bên phía của G-Line. Đây sẽ là con tướng đi rừng được nhắm thẳng vào River. River vẫn còn Aoi nha, nhưng G-Line cũng có thể lấy sớm ở trong slot thứ tư. BSS cấm một vị tướng đường giữa, đó là Liliana. Tôi nghĩ rằng nếu như mà bây giờ cấm thêm một vị tướng đường giữa nữa để cho an toàn thì nó cũng không hết được bể tướng của NTGG. Và liệu rằng có phải là để tranh chấp đi rừng ở thời điểm này hay không đây? Nếu như bây giờ không cấm Aoi, G-Line hoàn toàn sẽ lấy Aoi sớm. Và như vậy G-Line sẽ có một con tướng đầu game rất mạnh. Bù ngược lại BSS có lẽ sẽ thòng lại con Wonder Woman. Tuy nhiên thì đầu game sẽ hơi khó đánh khi mà G-Line có đội rất khỏe với Elsu, Aoi, Ibanez và Richter. Hơn nữa thì đường giữa vẫn còn nhuê, khi cấm đi Tulane thì họ vẫn còn nhuê. Vẫn còn rất nhiều tướng để cho NTGG có thể chơi từ phía QC, cũng có thể là một phương án xuất hiện được. Thậm chí là Rat trận này cũng có thể xuất hiện đến từ NTGG. Nên có quá nhiều tướng đường giữa. Và bây giờ là vị tướng đi rừng. Không, không phải đi rừng sớm, mà đó là Ignis được chọn đến từ NTGG. Và nhường lại đi tướng đi rừng cuối cùng dành cho slot thứ 5 của bên phía phần sân màu đỏ. Ignis là một vị tướng có thể tạo ra được áp lực đầu game là khá tốt, và quyết định của bên phía G-Line là lựa chọn con bài này để có thể chơi một cách tấn công hủy diệt đối phương ngay ở trong quãng thời gian đầu của ván đấu. Trong khi đó với BSS thì hiện tại họ sẽ cần phải suy nghĩ xem là lựa chọn con bài nào đi rừng đây. Có thể đó vẫn sẽ là Aoi dành cho vị trí của River thôi, hay là anh ta sẽ muốn chuyển qua một con bài đánh ở trong thời điểm cuối game như là Wonder Woman hay là Yan. Hai sự chọn đó cũng ổn tới từ bên phía đội tuyển BSS khi mà họ đã có cho mình đó là Ekki đánh tốt ở trong thời điểm đầu game rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là hai sự chọn này của bên phía BSS sẽ là như thế nào đây, trong bối cảnh mà bên phía đối phương có khá là nhiều những vị tướng chơi tấn công và giao tranh mạnh ở trong quãng thời điểm đầu. Thì BSS cũng cần phải có những con bài có thể hạn chế những tình huống giao tranh của đối phương, hoặc là chơi đôi công luôn, hoặc là chơi đôi công giao tranh luôn. Và đó sẽ là Skirt ở khu vực đường tà thần Caesar dành cho Tariqti. Một sự chọn ổn cùng với Yan sẽ là Yan dành cho River. Như vậy là với sự lựa chọn và Ignis thì rõ ràng G-Line muốn nhường cách đánh dành cho BSS. Họ muốn nhường cách đánh luôn cho BSS, là nếu như BSS muốn chơi công mạnh đầu game thì có thể lấy Aoi, còn nếu như BSS muốn chơi thòng thì có thể lấy Yan hoặc Wonder Woman. Tùy cách đánh của BSS ở trong ván đấu này với những sự lựa chọn cuối cùng. Còn G-Line thì rất bình tĩnh để bán pick rồi, vì ít nhất họ có cặp Ignis cùng với lại Ibanez. Cặp này có thể kiểm tỏa cái khả năng tấn công đối phương rất là tốt. Sau đó thì vị tướng cuối cùng mà Gray lấy về đó là Sinestra. Sinestra khá mạnh ở trong ván đấu này khi đối đầu với Yan cùng với Skirt, nhất là ở thời điểm về sau. Khả năng đẩy lẻ, khả năng hoạt động một mình của Sinestra là rất tốt. Một vị tướng mà Gray cũng khá thích sử dụng trong số những người chơi đi rừng tại đấu trường danh vọng, bởi khả năng đẩy lẻ và khả năng hoạt động một mình cùng khả năng farm tiền vẫn luôn là điểm mạnh của Gray. Trận thi đấu mà chúng ta nhìn thấy G-Line đang farm pick ở phần sân màu đỏ, họ hướng tới counter khá nhiều. Họ hướng tới việc là để đối phương lộ bài trước, sau đó mới hướng đến những con tướng để gọi là khắc chế cái lối đánh của đối thủ, và cả những chất tướng khắc chế chất tướng đối thủ luôn. Chúng ta đang thấy một ban pick, và tôi nghĩ rằng G-Line cũng không hề dễ, không hề quá khó chơi trong trận đấu này. Mặc dù là bên phía bên kia có Ikki và Timmy sẽ tương đối áp lực đầu game, nhưng chất tướng thòng để phòng ngự phản công đến từ G-Line rất là rất khỏe, đến từ Ignis cùng với Ibanez. Mặc dù là G-Line đúng là có một đội hình họ có thể cao tầng ban pick tốt ở trong ván thi đấu này, nhưng đội hình của bên phía BS cũng là một đội hình mà có những con bài mạnh ở trong meta. Cả 5 vị tướng của họ đều là 5 vị tướng top tier cả. Và qua đó thì bên phía BSS cũng sẽ có những cơ sở để đánh áp lực hơn ở trong quãng thời gian đầu của ván thi đấu này, khi mà họ có cho mình đó là Timmy, có cho mình Virus cùng với cả Ikki, thì khu vực đường dưới khả năng cao sẽ là điểm nóng tới từ cả hai đội tuyển. Trong khi đó với các thành viên của bên phía G-Line, dẫu sao thì Sinestra vẫn là một con bài mà cần farm, một con bài mà cần thời điểm đầu game để có thể là tích lũy những cái nguồn tài nguyên của mình. Nên bên phía G-Line chưa chắc là họ đã muốn đánh đôi công song hoàng với đối phương ngay trong thời điểm đầu, và qua đó thì đội có thể chủ động hơn. Khả năng cao sẽ là Brexalus ở trong ván đấu đầu tiên này. Ở thời điểm này thì rõ ràng bên phía Brexalus sẽ cần phải nỗ lực tạo ra áp lực ngay trước G-Line ở trong ván đấu đầu tiên để đem về một cái tinh thần cao hơn dành cho những tuyển thủ của mình. Và ngay bây giờ sẽ là ván đấu đầu tiên giữa hai tuyển Brexalus Sport cùng với cả G-Line. Những bước di chuyển đầu tiên của hai bên, liệu rằng có một pha cướp rừng nào tới từ một trong hai đội tuyển hay không? Tariqti sẽ muốn hướng tới việc là chặn lính ở trong thời điểm đầu này, nhưng có vẻ như là anh ta đi hơi chậm rồi. Và như vậy thì tên lính đầu tiên khả năng cao là sẽ không được chặn tới từ Tariqti. Tuy nhiên River cùng với cả Tariqti đang muốn cướp đi con bùa đỏ không? Họ chỉ muốn cướp đi con quái nhỏ trong vườn rừng của bên phía Gray mà thôi. Như vậy là muốn cho Sinestra không thực sự được lớn ở trong trận đấu này một cách dễ dàng khi mà cướp đi một vài tài nguyên nhỏ. Bởi vì dẫu sao thì cái sức ảnh hưởng sớm của Sinestra nó cũng không thực sự quá ghê gớm, nên việc đi chậm hơn một chút về vòng rừng đến từ River, tôi nghĩ rằng nó cũng là một quyết định mà tôi chấp nhận được
trong ván đấu này của đội tuyển BRS. U bắn của Hoàng TD, bắn tốt. Hoàng TD trận này cầm một cái luyện kim. Khi mà không có chất tướng phối hợp cấu rỉa thì Hoàng sẽ chơi theo kiểu dạng tương đối pha tuyển. Cú bắn thường, nhưng cú bắn thường này của Hoàng TD là không cướp được con chim vừa rồi, và chim thuộc về HQ. Một chút lợi thế nhỏ nhỏ dành cho xạ thủ của bên phía Black Sirius trong quãng thời gian đầu game, nhưng chưa phải là quá nhiều. Trong khi đó thì Gray đã có mặt ở khu vực đường tà thần C ra để hỗ trợ cho Bridget đẩy đường. Qua đó thì Gray đã có cho mình cấp độ 4, nhưng con rồng thì 35 giây nữa mới ra cơ. Và để xem là những bước di chuyển của bên phía G-Line nhắm thẳng vào khu vực đường dưới, hay là họ muốn bắt lẻ một thành viên nào đó bên phía đối phương đây. Timmy trong tay của Dalben đã bắt đầu di chuyển cùng với cả Zerg. Có vẻ như là hai bên biết là đối phương đang có mặt ở một cái vị trí nào đó quanh khu vực đường giữa. Gray ngủ đông. Gray muốn dình bắt vào Zerg nhưng có vẻ như là hơi khó. Khó, trận này Gray bây giờ bắt vào Zerg. À không, khá được tính. Bắt được rồi, sát thương trả lại là nhiều quá. Gray phải rút máu quỳ để anh ta có thể hồi lại một chút máu. Cú bắn. Hoàng TD vẫn đang liên tiếp tung ra những cú bắn tốt khi mà chúng ta được nhìn thấy hình ảnh của anh ta khi cameraman lướt tới. Bây giờ là con rồng ánh sáng. Gray cũng đã có mặt rồi. Tuy nhiên thì bên phía BDS có tới 5 người. Họ sẽ có 5 người tại khu vực hang rồng này. Có lẽ tình huống mà Gray có mặt ở đường dưới này nhằm phục vụ mục đích đó là giữ lại con bùa xanh trước cái đã, để đảm bảo CS không bị thọt bùa. Còn lại thì ra tranh chấp con rồng này có lẽ là hơi khó. River vẫn giành được con rồng rồi, hỏa bọn ném ra, Gray hơi yếu. Tarikti đấm một chiêu cuối và đẩy Gray ra, nhưng Tarikti đang là người bị kẹt lại rồi được hồi sinh bởi phát triển kỳ Double Ezai yếu. Vỗ ba người quá đẹp đến từ Tama. Một cú vỗ quá đẹp, nó làm chia cắt toàn bộ đội hình của BDS giữa hai tuyến. Tuyến đầu tiên là Tarikti kẹt lại và mất đi điểm chiến công. TH nằm trong tay của G-Line và tuyến còn lại là ba người choáng và không làm được gì. Lẽ ra là trong tình huống thi đấu vừa qua thì Backside sau khi ăn được cho mình con rồng cần phải lùi về ngay, nhưng Tarikti đã bị kẹt lại là quá sâu để rồi những hiệu ứng khống chế tới từ bên phía G-Line là đủ để giữ chân được Tarikti. Hơi tiếc một chút ở trong pha thi đấu vừa qua là Tama anh ta không lựa chọn cú cây đổ lần thứ hai vào người của Dalben. Nếu như mà anh ta ghim thẳng vào người của Dalben thì có lẽ sẽ là hai mạng dành cho G-Line. Nhưng quan trọng là G-Line có cho mình được điểm chiến công đầu TH vừa qua, để bây giờ họ sẽ khá thoải mái trong vòng rừng của Gray. Gray đã cùng với cả NTGG ăn được cho mình đó là con tà thần Seja, và như vậy sẽ chỉ là đổi hòa mục tiêu trong quãng thời gian đầu. Một chút lợi thế để mà cục đầu tiên dành cho G-Line. Rõ ràng là G-Line ở trong cú giao tranh tổng vừa rồi cũng có nhiều cả sự tính toán ở trong đó nữa, khi mà họ đã đảm bảo cho Gray không bị thọt bùa và sau đó thì cố gắng ra để có thể làm phiền đối thủ. Và thật sự họ cũng đã làm phiền được, mặc dù không thể ăn được con rồng nhưng lại có điểm chiến công đầu TH, và sau đó thì họ cũng ăn được luôn con sẽ già. Lại đến rất nhiều dành cho đội tuyển G-Line. Tuy nhiên lượng tiền kìa, lượng tiền thì Timmy Violet vẫn đang đảm bảo một lượng tiền rất tốt với khả năng hack tiền của mình. Đến lúc này Violet khá nhiều tiền rồi. Violet đang có 2.400, out được khoảng 300 tiền so với Hoàng TD. Và có lẽ con số này sẽ tiếp tục được tiến lên khi mà Timmy của WM vẫn đang ở đây. Mặc dù bị mất đi điểm chống đầu nhưng có lẽ là bên phía BDS cũng không cần phải quá lo đâu. Họ vẫn đang đảm bảo lượng đam và lượng đồ được lên khá là nhanh dành cho vị trí của xạ thủ HQ. Vừa rồi là một cú bắn trượt tới từ Hoàng TD. Nếu như đó là cú bắn trúng thì có lẽ là HQ sẽ không thể trụ lại để phòng ngự được ở khu vực đường dưới này. Tama cũng đã có mặt ở đây. Các thành viên của G-Line muốn băng trụ ai chăng có vẻ như là hơi khó. Cái trụ đã mất đi lớp giáp của mình ở thì phút thi đấu thứ tư rồi. Nhưng khi mà Dalben vẫn còn pháp trận thần kỳ trên người thì khả năng phòng ngự tới từ bên phía Black Sirius là vẫn còn. Đây vẫn là một thế trận yên bình thôi, khi mà cả hai bên cũng chưa thể tạo ra được quá là nhiều những sự đột biến. Nhưng G-Line đang có một cái thế bản đồ. Họ đang có những pha di chuyển tôi cảm giác là chủ động hơn rất nhiều so với cả Black Sirius. Bởi vì họ đang thật sự làm chia cắt được cái tuyến Iggy cùng với Violet tỉ mỉ. Bây giờ Iggy phải chủ động xuống đây và nhường đường giữa dành cho River. Tuy nhiên thì chỉ có một mình rớt mà thôi, đối phương là 3, thậm chí là 4. Nhưng rõ ràng chưa phải là một động thái muốn đánh. Double End băng lên và làm choáng được Hoàng TD, lấy được khá nhiều máu của Hoàng. Sau đó thì cũng chẳng ai bồi thêm đam được nữa cho Hoàng, cho Double End ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. G-Line đơn giản là bấm biến về mà thôi. Nhưng có thể ở trong tình huống bấm biến về này thì sẽ là lúc mà BDS lấy đi cái trụ 200 đây không? Tama muốn cản đối thủ, một tình huống càn vào khá khỏe đến từ Tama với hệ thống sinh mệnh mà nó cũng lấy được nửa cây máu của HQ rồi. Tama của Hoàng TD vẫn còn đủ sức để ở lại đây. Phòng ngự rất tốt đến Tama, chưa dừng lại đó, Tama tiếp tục tiến lên và vỗ được vị trí của rớt về. Phát triển quá hay đến từ Tama, chỉ tiếc rằng là có một phát trận thần kỳ nên có lẽ Hoàng cũng không quá cố gắng để lấy đi cái phát trận thần kỳ vừa rồi của Zerg. Thì mà anh ta biết rằng là kể cả có hạ gục thì Zerg cũng sẽ hồi sinh lại với cái chiêu cuối của Timmy ngay. Tama đang có những nhịp vỗ và cây đổ rất hay để giúp cho bên phía G-Line có được lợi thế ở cánh dưới của bản đồ. Thậm chí là Tama còn chấp nhận là hy sinh luôn cái tốc biến để cấu máu được vào các thành viên của bên phía đối phương. Và ở trong bối cảnh này thì G-Line sẽ đẩy nhanh được tiến độ khi mà họ có cho mình tiếp tục là con rồng cũng như là cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới. Qua đó thì lượng tiền bắt đầu có những sự giãn cách dành cho bên phía G-Line, mặc dù đối phương có luyện kim tới từ Vlad cũng như là con bài Timmy trong tay của Double N. Bây giờ xạ thủ HQ đã phải đổi lên phía trước của bản đồ, nhưng có vẻ như là G-Line cũng chưa muốn đổi đường.
họ muốn áp lực nhiều hơn vào khu vực đường giữa. Tama có thể có một cú vỗ vào người của xạ thủ Ác Quy, nhưng anh ta bị phát hiện ra bởi Double End rồi. Đây là hàng giống trên đường giữa lên tới từ Tama, có một cú đẩy nào hay không đây. Tama tiếp tục vỗ lên đây đẩy thì không phải là quá đẹp. Tama phải lên bảng điểm số và đó để mà cùng dành cho Double End. Như vậy là Tama đã hơi chủ quan trong tình huống thi đấu vừa rồi. Có lẽ là BSS cũng có một vài thông tin, hoặc ít nhất họ cũng đã phán đoán được cái góc núp đến từ Tama, và đó là tình huống nằm xuống đầu tiên của Tama ở trong ván thi đấu này. Mặc dù Tama cũng đã thi đấu một cách gọi là hết sức xông xáo, tuy nhiên thì tình huống vừa rồi cũng là một lời cảnh tỉnh cho Tama. Nếu như đối phương quá đông thì anh ta cũng không khỏe đến thế. Tarikti đến ở đường giữa chưa thể làm được gì cả. Mặc dù Tama vừa nằm xuống nhưng rõ ràng cái điểm nằm xuống vừa rồi nó chưa phải quá tai hại với Zilai, khi họ vẫn đang là những người rất chủ động ở trên bản đồ. Sai sông thì ngang bằng nhau thôi, nửa dưới thuộc về Zilai, còn nửa trên thì BS có người đông người hơn để họ hướng tới con xe già. Nhưng bây giờ Tama đã hồi sinh, không hề dễ nữa. Double End tìm thấy Hoàng Tiết Đề, mất đi nửa cây máu rồi. Tama tiến ra và không có ai hỗ trợ Tama cả, sẽ nhằm mục đích có lẽ chỉ là để câu kéo mà thôi, khi mà đường giữa của bên phía Zilai vẫn đang để lên là tốt đối cảo. Nếu như Tama có những cú vỗ hay ở quãng thời gian đầu game thì Double End cũng có những tình huống lao vào rất chuẩn chỉ để giúp cho bên phía đội tuyển Bestsellers bây giờ đang cân bằng về mặt thế trận trước các thành viên của bên phía đội tuyển GG Lai. Còn tà thần này được tranh cướp tới từ cả hai bên, nhưng sau khi những nhịp cầu máu của GG Lai là chuẩn xác hơn thì họ sẽ có cho mình đó là con tà thần sinh ra thứ hai ở trong ván thi đấu này. Nhìn chung thì bên phía Bexalus vẫn đang làm tốt vai trò là giữ được cái farm, khi mà họ vẫn để cho xạ thủ HQ được thoải mái farm mà không gặp phải quá nhiều những sức ép tới từ các thành viên của bên phía GG Lai. Trong khi đó với vị trí của người cần farm nhất bên phía GG Lai là Gray thì anh ta cũng đúng là đang hơn so với cả River. Gray đang có cấp độ 11, hơn khoảng tầm 700 tiền so với cả vị trí của River. Đây là một cái lượng farm tốt, thì hiện được đúng cái năng lực của River, năng lực của Gray trong ván thi đấu này. Cái khả năng farm tiền của Gray nó đã được gọi là tạo nét ở ngay thời điểm anh ấy còn thi đấu cho màu áo của Team Flash trước đây rồi. Nên đó vẫn là một sở trường của Gray, rất nhiều tiền đến từ Gray trong cái khả năng hoạt động đầy lẻ của mình. 5.800 tiền và gần chuẩn bị 6.000 tiền rồi. Tầm này mà nếu như solo queue chắc là Gray cũng chẳng sợ River, cũng chẳng sợ Tarikti đâu, khi mà con Sinestra của anh ấy còn mang cả cái tinh linh đến kia thì có thể bắn cho đau. Cú bắn của Hoàng Tê Đề tìm tới Double End, lính tiến lên. Tuy nhiên thì với hai người BS vẫn đủ nhân lực để phòng ngự cái trụ đường trên này. Còn sẽ ra thì sao đây? Zilai bắt đầu chiếm được hết toàn bộ phần sai giữa sông, và đây là một điểm bất lợi cho BS. Họ buộc phải tung ra những chiêu thức tầm xa và là để đẩy lùi đối thủ thôi, chứ bây giờ cũng không thể mạo hiểm tiến ra được. Trong đó thì Gray vẫn đang chưa thể ai ngăn cản Gray cả. Gray vẫn đang được farm một cách hết sức nhiệt tình ở trong đấu này. Có lẽ là bên phía Zilai sẽ tạo ra một áp lực vừa đủ để giúp cho Gray được thoải mái farm. Họ cũng không cần phải quá cố gắng để đánh nhau với cả đối phương làm gì cả, chỉ cần phòng ngự từ từ và càng cover late thì đội hình của bên phía Zilai sẽ càng mạnh mà thôi. Trong khi đó với Black Star Sport thì họ cũng hiểu điều này, nên là họ cũng đang chưa có ý định muốn giao tranh với cả bên phía Zilai. Vừa rồi thì River bị quây bắt bởi hai thành viên là Bridget cũng như là Gray, và khả năng cao là sẽ có cái trụ, sẽ có cái trụ đường dưới này dành cho Gray, khi mà Bridget vẫn đang có những nhịp chặt và chém khá hay để giữ chân được Tarikti. Thêm một cái trụ nữa được dành cho bên phía Zilai, và bây giờ họ đang càng ngày giãn cách lượng tiền ra càng xa. Rõ ràng là bây giờ khi mà Gray quá khỏe như thế này thì River và Tarikti, tôi nghĩ rằng hai người xô vào cùng lúc còn chưa chắc ăn được con Sinestra này. Nên bây giờ Sinestra hoạt động một mình mạnh quá, buộc phải đẩy cho Violet cùng với rớt những người có sải tay dài hơn, và trong một nhịp chiêu thức có thể gây ra đam to để sốc vào con Gray và con Sinestra, khiến cho Gray gặp khó. Nhưng còn lại bây giờ Gray mà cứ gặp River và Tarikti là lụm hết. Còn trong đó ở đường dưới có giao tranh, Bridget bật lên chiêu cuối và xô thẳng vào vị trí của Tarikti. Ui, Tarikti có bị hất tung lên bởi con rồng nữa, mất đi một nhịp băng xương rồi. Bắn của Hoàng Tê Đê khiến cho Tarikti rất yếu. Có một chiêu cuối của Double End được bật lên, đó là một trận nhìn nhưng Hoàng Tê Đê quá cảm giác, bắn quá cảm giác của Hoàng Tê Đê khi nó vừa chính xác và đã cũng vừa tham minh được cả tình huống mà đã hết thắng trận thần kỳ. Tarikti nằm xuống, Hảo sẽ ra đã thuộc cả về đối phía của Zilai rồi. Tuy nhiên thì NTG vừa qua cũng đã phải nằm. Như vậy là một đổi một thôi. Trong đấu thi đấu vừa qua thì Zilai chỉ có 4 người khi mà Gray còn đang ăn cho mình đó là con Hảo Seja. Nhưng Zilai vẫn làm một cách rất tròn trịa, nơi mà Tama đã câu kéo được đủ thời gian. Bridget có những cú đá hay, và quan trọng là NTG và thậm chí là cả Hoàng TD với tình huống bắn headshot cuối cùng để khiến cho Tarikti phải lên bảng điểm số, đem về rất nhiều những cái lợi thế dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển GG Live. Vừa có Seja, vừa ngăn cản được đối phương ăn dầu và vừa có thêm những điểm hào cục nữa rồi, thì bây giờ là một cái thế trận là quá tươi dành cho các tuyển thủ của bên phía đội tuyển GG Live.
Và ai sẽ là người ngăn cản con quái vật mang tên Gray đây? Anh ta đang có cấp độ 15, là người chưa có cấp độ và tiền có lẽ là nhiều nhất bản đồ ở thời điểm này. Bennett đang muốn ăn nhanh cho mình đó là con rồng nhưng không hề dễ dàng một chút nào cả. Bởi G-Line đã có 5 người ở đây rồi, nhưng bắn của Gray là quá thấp vào người của Tarikti. Tarikti đang phải đứng ở gần cái bụi để anh ta có thể lùi về và đó là thành công. Thành công cho Tarikti, nhưng cú vỗ này là quá đẹp tới từ Tama. Hạ của Believer, sau đó thì Tarikti cũng sẽ khó về. Hoàng Kê Lê bắt đầu, một cú dẫn bắn, hạ cũng được xạ thủ ác quỷ. Thêm một cú bắn nữa tới từ Hoàng Kê Lê trúng vào người của Zed nhưng chưa thể giữ chân được Zed ở đây. Nhưng vẫn sẽ có 3 điểm vương dành cho G-Line. Ui. Nếu như đó là thêm một cú bắn chính xác của Hoàng Kê Lê thì đó là một highlight trọn vẹn đến từ các thành viên của G-Line luôn. Tất cả các cá nhân của họ đều có highlight. Rõ ràng là tình huống vỗ của Tama và tình huống bọc sau của Hoàng Kê Lê đang chứng tỏ rằng tâm lý thi đấu của ngày hôm nay của G-Line đang là quá tốt và thực sự thăng hoa. Trận đấu này có lẽ sẽ là trận đấu rất nhanh đến từ G-Line thôi. 12 phút, chưa đến 12 phút thì game đấu đã kết thúc rồi với 1-0 cho G-Line. Một trận đấu kiểm soát chặt chẽ tới từ thành viên của bên phía G-Line khi mà ngay ở quãng thời gian đầu game họ luôn luôn biết cách để tạo ra áp lực khiến cho những con bài muốn tấn công của bên phía đội tuyển BS không thể hoạt động cách quá hiệu quả. Gray được thả farm ở trong bán thi đấu này và khi mà anh ta xanh, anh ta đủ đồ thì gần như là không có bất cứ một ai có thể ngăn cản vào con bài Sinestra trong tay của Gray cả. Ngoài ra thì Hoàng Kê Đê cũng đã có những nhịp bắn vô cùng cảm giác. Ở trong pha giao tranh cuối cùng thì Hoàng Kê Đê sắm vai trò là một sát thủ khi mà anh ta tàng hình, đi bọc ra phía sau đối phương, bắn một cú cận chinh kích và sau đó là một cú giật bắn để hạ gục được xạ thủ ác quỷ, đem về một điểm bàn gục quan trọng dành cho Chi Lai để giúp họ thắng luôn ở trong bàn đấu này. Rõ ràng là Elsu, tôi nhớ không nhầm, trước đây thì cũng đã từng được phân nhánh đó là xạ thủ cộng sát thủ. Và vừa qua thì Hoàng TD chứng tỏ rằng tại sao nó lại là một con tướng có cả tính sát thủ trong đó. Nhưng cũng ngắm bắn để chứng tỏ mình là xạ thủ. Nhưng sau đó thì cú bọc đầu, cầm AD bọc đầu. Vâng, có lẽ đó là hình ảnh hiếm hoi mà chúng ta có thể nhìn thấy được một AD bọc đầu. Một cú bọc đầu quá tốt đến từ Hoàng TD để có thể hủy diệt đi xạ thủ hắt quỷ. Và sau đó thì nếu như chúng nốt và rớt, tôi nghĩ rằng với Nanh Fenry và với cả nội tại Seja cũng đã có, thì anh ta cũng hoàn toàn có thể hạ gục được rớt ở trong nhịp bắn cuối cùng. Chỉ tiếc rằng là cái highlight đó chưa được hoàn toàn trọn vẹn thôi. Nhưng đó cũng là một cái highlight nó hiếm có, khó tìm ở trong mùa giải rồi. Thì đó là một AD chặn đầu, đó là thực sự một tình huống thi đấu rất ấn tượng đến từ Hoàng TD. Một chiến thắng quá hủy diệt của G-Line. Rõ ràng là G-Line đang có một cái tâm lý thoải mái trong ngày hôm nay. Và khi mà họ thoải mái, họ kiểm soát, họ giao tranh mượt mà như là các thành viên bên phía BS gần như là không thể làm được gì cả trong ván thi đấu vừa qua. Bên cạnh những cú bắn tốt của Hoàng TD và pha highlight cuối cùng thì ở thời điểm trước đó cũng đã có những pha vỗ hay của Tama. Tama ngày hôm nay chơi rất tín với con bài Ibanez, đâu đó phải tầm 3-4 pha vỗ nhiều người tới từ vị trí của Tama đem về những lợi thế trong những pha giao tranh tổng dành cho bên phía G-Line. Và qua đó thì họ có được chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên này. Tâm lý có thể sẽ bị ảnh hưởng tới từ Black Shadows, nhưng họ sẽ cần phải quay trở lại ngay bởi G-Line họ rất biết cách để bóng nghề đối phương. Rõ ràng là bên phía của BS đang ngày càng đi xuống ở trong mùa giải năm nay. Một đội tuyển mà lúc đầu được đánh giá có lẽ cũng là không phải hề thấp, không hề thấp ở trong mùa này. Thậm chí có thể cạnh tranh được một vị trí trong top 5, ít nhất là top 5 để có thể hướng tới wildcard nếu có. Đến lúc này thì BS đang thực sự chìm sâu. Một trận đấu mà họ đã thua toàn diện trước đội tuyển G-Line. Tôi nghĩ rằng là nếu như họ chọn một chất tướng chủ động hơn thì cả Aoi chẳng hạn, trận này đánh hoàn toàn được mà. Cuối cùng họ lấy một cái cặp tướng mà có lẽ họ cũng không nghĩ đến con Sinestra của Gray. Tôi đoán là bên phía BS nghĩ đến con Wonder Woman chứ không phải là con Sinestra, và cuối cùng Gray, Vic Sinestra quá tin. Anh ta hoạt động và gần như có thể cân đôi được ở nửa trên, còn ở nửa dưới thì là những highlight đến từ Hoàng TD, đến từ Tama để có thể cân cánh. Và ở trong trận đấu này thì Hoàng TD MVP của ván đấu với Elsu 202. Rất ngầu. Anh ăn mừng rất ngầu khi mà chĩa thẳng súng vào màn hình. Tắt thầy, tắt mic thầy đi. Rất tuyệt vời. Nói chung là một ván đấu hay của Hoàng TD khi mà anh ta có những cú bắn chuẩn xác và có một pha xử lý khôn khéo ở trong quãng thời gian cuối game để đem về chiến thắng dành cho thành viên của bên phía đội tuyển G-Line. Một con bài Elsu chơi chuẩn chỉ. Có lẽ là đây, khi mà anh ta giữ vị trí hay và có những tướng sả đam tốt để giúp cho bên phía Gigila kiểm soát được quãng thời gian đầu trận. Còn với các thành viên của bên phía Black Cyrus Sport ở trong ván thi đấu này thì thực ra cái đội hình của họ, nếu như mà họ đánh chậm rãi câu kéo và sử dụng cái khả năng farm tiền của con bài Violet, Timmy rồi thêm cả Yan mà đi chung với nhau nữa thì hoàn toàn ở điểm cuối game họ vẫn có thể chơi được. Tuy nhiên họ đã mắc phải những sai lầm khi mà cố gắng giao tranh quá nhiều với cả bên phía đối phương. Nếu như ở thời điểm mà sau phút thứ 15 thì đội hình của bên phía G-Line tôi đánh giá là còn chưa chắc đã bằng so với đội hình của bên phía đội tuyển Black Shadows cơ. Nhưng đây mới chỉ là phút 11 thôi, và G-Line đã làm rất gọn gàng chỉ trong một pha giao tranh cuối cùng mà thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy một cái điều nó cũng khá lạ,
đó là Tama trận này 3-1-3. Mặc dù nằm số 1 mạng nhưng mà cái số lượng tham gia của Tama là 6. Trong khi đó thì số lượng tham gia của Hoàng TD là 4. Và lượng chống chịu của Tama cũng nhiều hơn cả lượng Hoàng TD có thể gây đam. Nhưng không MVP. Vâng, nói là cái cơ chế chiếm điểm MVP ở mùa năm nay nó cũng rất là khó đoán. Rất là khó để chúng ta có thể phân biệt được ai sẽ là MVP. Và bây giờ lúc chúng ta sẽ cùng nhau đến với game đấu thứ hai, game đấu mà hy vọng rằng VNS sẽ có thêm cả những chút sức bật. Nếu không thì trận đấu sẽ có thể là một chiều dành cho gì lại. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với ván đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Baxter Sport cùng với GG Live. Hiện tại tỷ số đang là 1-0 dành cho đội tuyển GG Live sau một ván đấu mà họ kiểm soát thế trận là quá hay. Hoàng TD đã có một ván thi đấu sử dụng cho mình, đó là Elsu chuẩn bài để giúp cho GG Live vừa lên dẫn trước ở trong ngày thi đấu hôm nay. Có một cái thành viên của bên phía Baxter Sport ở ván đấu vừa qua, họ lựa chọn một đội hình toàn là những vị tướng top tier, những con bài có thể tạo ra được nhiều điểm nhấn trong tất cả các giai đoạn của một ván đấu. Nhưng với chỉ một vị tướng khắc chế tới từ G-Line, đó là Sinetra thôi, thì gần như là những Yan, những Timmy hay là Skirt của bên phía Baxter không thể hiện được quá là nhiều ở trong ván thi đấu vừa qua. Tuy nhiên đây vẫn còn là một cơ hội, vẫn còn cơ hội dành cho bên phía Baxter, bởi vì ở trong ngày hôm nay với cái cơ chế tính điểm mới của đấu trường danh vọng thì G-Line sẽ cần phải thắng hai ván nữa họ mới có thể giành được một điểm trọn vẹn. Và rõ ràng Baxter, nếu như họ làm được trong trận đấu thứ hai này thì trận đấu của chúng ta sẽ có phần hấp dẫn và gay cấn hơn rất nhiều. Rõ ràng là G-Line sau tuần đấu có lẽ là thất bại của mình với 3 trận thua liên tiếp thì họ đang comeback, họ đang thực sự comeback ở trong tuần đấu này. Đây là điều cần thiết, đây là điều cần thiết dành cho G-Line. Không thể để mọi thứ nó trôi quá xa tầm tay được. Họ là một đội tuyển được đánh giá và cũng được kỳ vọng là cạnh tranh vào cuộc đua song mã giữa Sài Gòn Phantom và One Star. Và họ cũng đã thể hiện điều đó với một chiến thắng trước Sài Gòn Tôm ở trong ngay trận đấu đầu mùa. Tuy nhiên thì cú trượt dài với 3 trận thua, với hàng loạt trận thua, và sau đó thì mãi đến bây giờ chúng ta mới thấy được một trận thắng và một hình ảnh của G-Line mạnh mẽ cũng đang được thể hiện ở trong trận đấu này. Mặc dù mới chỉ thắng một ván thôi, có lẽ là cái trận thắng vừa rồi là cái trận thắng mang tính an ủi và có lẽ cũng là một cái lời khẳng định rất là lớn đến từ G-Line dành cho các fan hâm mộ của họ rằng họ sẽ quay trở lại và họ sẽ trở thành một thế lực top hàng đầu của AOG. Lúc này là Kane bị cấm đi đến từ bên phía của G-Line. Lúc này ván đấu thứ hai, BDS họ chọn đỏ. BDS sẽ cần phải đưa ra những bài đánh cao từ bán pick đối phương tốt ở trong ván thi đấu này. Trong bối cảnh mà họ đã thua trong ván đấu đầu tiên rồi thì việc có được lợi thế trong dòng bán pick cũng sẽ đem tới rất nhiều thứ dành cho bên phía đội tuyển BDS. Có một cái thành viên của G-Line, những lượt cấm đầu tiên của họ thì vẫn khá là quen thuộc thôi. Cấm vào Kane và sau đó sẽ là Suat được cấm đi. Như vậy là bên phía G-Line đang muốn hướng tới cho mình có bài Van Hên. Có bài Van Hên ở trong ván thi đấu này rồi, và liệu rằng quyết định của bên phía BDS sẽ là gì? Họ thả ra Rui cho đối phương hay sẽ là thả ra Van Hên cho đối phương? Và quyết định của BDS đó sẽ là thả ra cái bài Van Hên dành cho đội tuyển GG Live ở trong ván thi đấu này. Hoàng TD sẽ là người đảm nhiệm con bài Van Hên ở trong first pick của mình hay sao? Đây chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nghĩ rằng là cho thì xin thôi. Cho thì xin thôi, nhưng bây giờ đánh Van Hên và đối phương thì cũng đã mất Iggy. Đối phương đã mất Iggy nha. Thế nên là nó cũng bớt đi một vị tướng counter được của Van Hên. Scott cũng hoàn toàn có thể là một vị tướng phần nào đó chơi được thẳng Van Hên lên. Hay là Yan cũng vậy. Yan là chất tướng ở thời điểm về sau có thể bật Van Hên lên rất là tốt. Nên mất đi khá nhiều cơ số tướng để khắc chế Van Hên lên. Và liệu rằng có phải là cặp đó được xuất hiện hay không đây? Tôi nghĩ rằng là lấy thôi. Van Hên dành cho Hoàng TD và rất có thể sẽ là thêm cả Helen của Tama ở trong những lựa chọn tiếp theo nữa. Một bộ đồ có thể tạo ra sự hủy diệt dành cho các thành viên của bên phía GG Line, nơi mà Hoàng TD sẽ sử dụng cho mình Van Hên ở ván thi đấu này. Còn với đội tuyển BDS thì sự chọn đầu tiên của họ sẽ là Terry dành cho xạ thủ HQ. Thông thường để đối đầu với cả Van Hên thì các đội tuyển thường ra đưa ra những sự chọn như Suat theo Anat hoặc là những con bài đánh về late game như kiểu là Terry. Và quyết định của BDS là họ sẽ muốn chơi từ tốn thôi. Đầu game có thể là họ sẽ hơi thua tiền một tí, có thể sẽ đẩy đường chậm hơn. Nhưng nếu như hạn chế được những cái sai lầm của mình thì khi ở thời điểm cuối game, chắc chắn là cái sải tay của Terry cũng như là cái độ hiệu quả trong những chiêu thức của Terry sẽ đem tới rất là nhiều thứ dành cho thành viên của bên phía BDS. Và sau đó họ sẽ có thêm cho mình đó là Aoi dành cho River.
Còn với các thành viên của GT Live thì họ đã khóa chưa nhở? Hình như là họ chưa khóa đâu anh Nam ạ. Van Pick nếu như mà muốn thông suốt thì theo lời của NTGG đã trả lời phỏng vấn là phải tắt mic Hoàng TD đi. Tắt mic Hoàng TD đi thì dễ Van Pick. Không biết là có tắt mic Hoàng TD hay không? Đây rồi. Gọi là dễ hiểu hơn rồi. Sẽ là Yue dành cho NTGG chứ không phải là Helen. Như vậy là sẽ chỉ có Timmy thôi, Timmy Van Hên chứ không phải là Van Hên Helen ở trong trận đấu này. Tama sẽ chơi một vị tướng nó kiến thiết tốt hơn. Thấy rằng là Tama chơi Helen cũng hơi nép anh ấy. Helen thì thuần một vị tướng thuần búp, nó cũng rất là khó để kiến tạo cho đồng đội. Nên vì vậy chơi một vị tướng như kiểu Timmy nó vẫn đảm bảo là Van Hên có thể hồi sinh. Nó vẫn đảm bảo cho Van Hên có tiền và vẫn càn lên được. Mà Tama lại có thể hỗ trợ được nhiều hơn cho những cái đồng đội. Đúng là như vậy, rõ ràng con bài Timmy cũng đang là một sự chọn hàng đầu để kết hợp cùng với Van Hên trong quãng thời gian gần đây. Vừa có khả năng hack tiền, vừa có khả năng hỗ trợ và tạo ra sự đột biến với cú giám thân lực của mình. Và để xem mà Tama sẽ kết hợp cùng với Hoàng TD như thế nào. Trong khi đó với bên phía BDS thì sẽ chọn thứ ba của họ sẽ là Ibanez dành cho Double N. Một vị tướng mà Double N cũng chơi khá hay ở trong quãng thời gian vừa qua. Vị tướng này đã giúp cho Tama giành được bàn thắng đầu tiên với những pha cây đổ và vỗ rất là hay. Và đây cũng sẽ là cơ hội để cho Double N thể hiện được bản thân mình. Đến với cả phây cầm thứ hai, BDS cầm đi cho mình đó là Kira cùng với cả Florentino. Trong khi đó với G-Live, họ cầm đi Ignis, cầm đi thêm cả Omen, một vị tướng mà Tahiti hoàn toàn có thể sử dụng ở trong bảng thi đấu này. Và quyết định của BDS đó sẽ là pick sớm Ryoma. Họ pick Ryoma dành cho Tahiti và để thòng lại một con bài đứng giữa cho vị trí của Zerg. Đối phương đã lộ ra là Yue rồi, nhưng BDS thì vẫn quyết định là để cho Zerg pick sau. Có lẽ là Zerg đang chưa đạt một phong độ quá cao ở trong ngày hôm nay nên BDS vẫn muốn ưu tiên người chơi đứng giữa của mình. Nghĩ rằng là lấy Ryoma sớm không biết có phải là một sự chọn quá hay ở trong bán đấu này không? Bởi vì nếu như đã có Ibanez mà kèm theo một con tank khỏe nữa thì để mà nói rằng là late game thì Van Hên bắn sẽ rất khó xuyên hơn so với Ryoma. Khi mà BDS với việc xuất hiện Terry như này, tôi đang cảm giác họ muốn đánh thiên về giai đoạn về sau hơn thay vì là giai đoạn đầu đôi công. Bây giờ là Skirt được chọn dành cho Bridget, một chất tướng đi đường tốt với Ryoma. Wonder Woman cao tơ thẳng vào ơi. Và bây giờ Zerg đưa ra vị tướng nào đây? Bây giờ không có nhiều vị tướng đường giữa thì kiểu là có thể dễ dàng cao tơ đối thủ được đấy. Liliana thì nó cũng như vậy mà, dễ đoán. Thế nên là tôi cảm nhận thấy rằng có vẻ như sự lựa chọn vào đường trên trước nó không phải là sự lựa chọn quá tín. Thực ra thì có thể lựa chọn thêm con Quy chẳng hạn, bởi vì khi Van Hên đi chung với đồng đội thì Quy có thể lao vào đấm tạo ra nhiều đột biến. Hoặc không có thể chọn thêm một tanker nữa trước sau khi mà đối thủ lộ từ top. Còn lại đứng giữa thì có thể là Tulen, có thể là Lily. Nó cũng tùy vào cách của Zerg thôi. Và cũng có thể là Ignis, Ignis bị cấm mất rồi. Như vậy chỉ có mỗi Liliana dành cho Zerg và nó cũng không quá bất ngờ trong cái sự lựa chọn cuối cùng. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái cách ban pick của cả hai tuyển khá khác nhau. Nếu như ván đấu đầu tiên G-Live ở phần sân màu đỏ thì họ thường xuyên là lựa chọn những con bài để khắc chế đối phương là khá tốt, như kiểu là Sinestra khắc chế vào Yan cũng như là Skirt chẳng hạn. Còn ở ván đấu này thì nhìn qua cái đội hình của bên phía BDS thì ngoại trừ vị trí của Terry ra ở khoảng thời gian cuối game có phần nào đó khá là khắc chế vào Van Hên với sải tay ngắn, thì những vị tướng còn lại ở thời điểm này tôi chưa thấy có cái sự vượt trội hơn quá nhiều so với cả những con bài mà bên phía G-Live sử dụng ở trong ván thi đấu thứ hai. Và đây sẽ là một ván đấu mà bên phía BDS họ sẽ cần phải chỉnh chu và cố gắng chắc chiu để tìm kiếm được một bàn thắng trước bên phía G-Live. Trước cái đội hình kiểu như thế này mà họ không tạo ra được áp lực quá lớn ở thời điểm đầu game thì cũng sẽ rất là khó chơi. Rõ ràng là ở phía phần sợi màu đỏ nhưng ban pick ở trong ván đấu này của BDS nó không counter. Và nói thẳng là không counter, nó khá gọi là trung tính với đối thủ mà thôi. Khi mà Ryoma hay Liana trận này đều có cái sự trung tính nhất định chứ không thực sự counter được đối thủ. Trong khi đó thì Aoi là vị tướng có thể nói rằng đánh đầu game để đôi công đối thủ thì gặp ngay Wonder cũng không phải dễ chơi. Gặp Wonder Timmy thì Aoi cũng không hề dễ chơi đâu. Nên vì vậy có thể nói rằng ban pick ở trong ván đấu này là một ban pick hơi thất bại đến từ bên phía của BDS. Để xem là trong quá trình vận hành họ có thể chuyển bại thành thắng hay không. Còn lại thì tôi đang thấy đội hình của G-Live rất khỏe ở trong ván đấu này. Late game họ cũng mạnh, lên game còn chẳng yếu tí nào cả. Đầu game thì áp lực rất là cao đến từ Van Hên, Timmy và Yue. Còn cả Skirt nữa. Trong khi đó thì cuối game có Yue rất nhiều sát thương, có Wonder Woman rất nhiều sát thương. Trong trận đấu này chúng ta không có Kira, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang cho các bạn nhận skin mới Kira Hồ Điệp trong sự kiện lễ hội mỹ nhân và sự kiện bức họa Hồ Điệp nữa. Các bạn nhanh chóng tham gia hai sự kiện này để nhận cho mình trang phục mới là Kira Hồ Điệp và các phần quà cực kỳ hấp dẫn khác. Còn quay trở lại với cả trận đấu này thì hiện tại GG Live cũng như là Black Sarot hình như đang muốn cướp rừng tới từ GG Live thì phải, khi mà Gray cùng với Hoàng Tiên lao thẳng vào phần rừng bùa xanh của đối phương và River không có một sự trợ giúp nào tới từ Double N cùng với cả Zerg. Bây giờ mà qua cướp ngược lại thì là hơi muộn mất rồi, và như vậy thì River sẽ hơi bị thọt về lượng tài nguyên của mình ở trong quãng thời gian đầu game.
Như vậy Van Hên đầu game đã thể hiện ngay cái sức mạnh của mình, thị uy ngay sức mạnh của mình khi tiến thẳng sang phần rừng đối phương để cướp. Và cướp rất ngọt thôi. Một con búa xanh dành cho bên phía của GG Line. Thọt một con bùa, River sẽ phải hít có lẽ khoảng 2 tên lính để có thể lên cho mình cấp độ 4, ổn định cùng với những người đồng đội. Và đó là một sự thua thiệt lớn. Như vậy giọt xong nửa trên rồi, sau đó ra hít luôn, ra hít luôn lính cùng với Tarikti để đến thời điểm ăn rồng có lẽ là sẽ có được 4 khi hoàn thành hai con quái ở nửa dưới tiếp. Trong đó thì cánh dưới này không quá lạ lẫm khi mà Hoàng TD vẫn đang đứng trên lính, vẫn đang ăn cả chim và bắn vào cả đối thủ. Quá dễ chơi ở trong ván đấu này với Hoàng TD. Rất áp lực tới từ Hoàng TD và có vẻ như là cái tâm lý thi đấu của Hoàng TD ngày hôm nay là khá tự tin khi mà anh ta cầm một bài Van Hên, thậm chí là bỏ qua tên lính để có thể là lên bắn cấu rỉa vào người của xạ thủ Aqui cũng như là Double End đem về một chút lợi thế về mặt cấu rỉa dành cho GG Line. Nhìn chung thì GG Line vẫn đang kiểm soát đoạn đầu game này tốt, tạo ra nhiều lợi thế cho Gray, một vị tướng mà cần đồ, cần cấp độ thì hiện tại thì Gray đang hơn so với cả vị trí của River. Và qua đó thì bên phía GG Line sẽ có nhiều sự tự tin trong việc tranh cướp con rồng ánh sáng đầu tiên của ván thi đấu này. Tuy nhiên ở khu vực đường tà thần Seja thì hiện tại Bridget đang đi sau so với cả Tarikti. Mặc dù vậy thì BDS hình như là họ cũng không muốn tranh cướp. Họ không muốn tranh cướp. Họ biết rằng là cái vòng rừng đầu tiên của River hơi thọt. Thế nên quyết định của họ sẽ là ăn cho mình, đó là con tà thần xảy ra. Và họ cũng hiểu rằng bây giờ gặp Van Hên đánh ông 50-50 không thể thắng được. Còn đây là... đây là Double End. Vừa lên được cho mình cấp độ 4, vừa kịp lúc Tama thì sao? Mẫn tốc biến bỏ chạy, cú kéo ra đến từ Gray. Và người ăn được bộ xanh đó là NTGG. Vẫn là đẹp. Quá hợp lý. Vẫn là đẹp đến từ GG này. Họ mất tốc biến ngang bằng với người chơi hỗ trợ phía bên kia, nhưng được cái là cướp bùa xanh và nằm trong tay của người chơi rất cần bùa xanh, đó là con nhuê của NTGG. Cái hướng di chuyển của GG Line là rất chuẩn bài. Sau khi họ có được cho mình đó là con rồng thì ngay lập tức áp lực lần thứ hai vào phần rừng bùa xanh của River. Mặc dù là BDS cũng đã có những động thái để giữ lại con bùa bằng một pha dồn chiêu của Zerg, nhưng chừng đó thì cũng chỉ lấy được cái tốc biến của Tama thôi. Và sau cùng thì GG Line vẫn hoàn thành mục tiêu, đấy là con rồng ánh sáng đầu tiên cùng với cả con bùa xanh của bên phía đối phương. River đã yếu, bây giờ lại còn yếu hơn thì anh ta thường xuyên phải chia kinh nghiệm với cả Tarikti. Và Tarikti không thể về được sau pha dồn đam quá tốt đến từ Gray và Bridget. Điểm chiến đấu TH dành cho bên phía GG Line. Và thi đấu mà cái cú di chuyển đến từ Tarikti nó cũng hơi khó hiểu. Và rõ ràng là tôi cũng đang khá băn khoăn tại sao lại chọn Ryoma sớm như vậy. Và bởi vì đối phương thì chưa lộ cả bể tướng nửa trên bản đồ, cả đi rừng cả đứng top, lại chọn Ryoma trước hy sinh. Do đó thì rớt phải thể hiện được cái bản thân mình. Tuy nhiên thì trận này chưa thấy gì cả thì Tarikti đã tự lỗi rồi. Một cú đi gọi là hơi có chút gì đó, người ta gọi là hơi ngu ngơ một chút đến từ Tarikti. Ý mất tập trung và bị bắt lại. Điểm chỉ có đầu TH dành cho đội tuyển GG Line. Và bây giờ họ sẽ tiếp tục tiến lên. Họ sẽ tiếp tục đến khi mà con bùa xanh sắp tới chuẩn bị ra ở trong vòng rừng của River. Đội hình của GG Line đầu game đã mạnh rồi, bây giờ thì họ lại có điểm chiến đấu TH, lại có những tình huống mà họ cướp rừng thành công. Và với 2.000 tiền chênh lệch như thế này thì bên phía GG Line sẽ tiếp tục tự tin lao thẳng vào phần rừng bùa xanh của bên phía đối phương. Nhưng lần này thì River đã giữ lại được con bùa xanh của mình. Áp lực ở khu vực đường dưới đang được tăng cao. 4 người chơi của bên phía GG Line đang có mặt vào vị trí của xạ thủ HQ. Nhưng có lẽ là với sợi tay dài thì HQ vẫn sẽ phòng ngự được tên lính này mà thôi. Chưa thể có được cái trụ sớm tới từ bên phía GG Line. Nhưng nếu cứ đánh như vậy, lượng tiền càng ngày càng ra cách xa, thì bên phía Black cũng sẽ rất là khó chơi. Đặc biệt là vị trí của River khi mà anh ta gần như là không tạo ra được đồ hiệu quả ở trong quãng thời gian vừa qua. Đúng vậy, bộ đôi nửa trên bản đồ của BDS trận này đang có phần thua khá sớm. Đó là một cái sự nguy hiểm rất là lớn ở trong ván thi đấu này. Wonder Woman càng lết càng dễ đánh với AOI. Còn trong khi đó Skirt càng về sau càng gây ra được nhiều sự ảnh hưởng hơn so với Ryoma. Đường dưới thì NTGG, Hoàng TD, Tama lúc này hoàn toàn vượt trội hơn so với đôi phần bộ đôi của bên kia. Nào bắn trụ tốc biến lên vỗ đến từ Double End. Nó chưa phải quá bất ngờ, rớt băng lên, chiêu không trúng gì cả. Kể cả dùng cả tốc biến rồi. Nói chung là hơi có chút gì đó là tâm lý đến từ rớt ở trong cái khả năng tung chiêu của mình từ đầu mùa giải đến giờ. Đó là một tình huống mà outplay hay của Hoàng TD nữa. Khi mà Hoàng TD ngay khi thấy rớt tốc biến lên để làm choáng thì Hoàng TD cũng có một nhịp tốc biến để né chiêu của vị trí rớt. Chính vì vậy là GG Line có thể lùi về với cả 3 người. Áp lực được tạo ra ở đường dưới vẫn là rất nhiều. Trong khi đó với bên phía BDS thì họ đang cố thủ đường dưới này càng lâu càng tốt. Nhưng có vẻ nếu như mà GG Line họ tổng tấn công một nhịp nữa thôi với Bridget thì rất là khó để cho Bexalus có thể giữ lại được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới này. Nhưng Tama đang bị cầu máu khá là nhiều. Dama mất đi cho mình đó là một nửa cây. Rớt vẫn đang có mặt ở đây. Hoàng TD bị làm choáng nhưng sau cùng thì người chạy mới phải là rớt thôi. Và qua đó thì bên phía GG tiếp tục có thêm cho mình đó là con rồng ánh sáng nữa, tạo ra thêm nhiều nguồn tài nguyên nữa dành cho tất cả các vị trí của đội tuyển này. Đúng vậy. Và thậm chí là Bridget vừa di chuyển tận xuống dưới rồi đi lên trên thì bên trên vẫn chưa làm được gì. Bên trên cũng chẳng ăn được xảy ra.
Bên trên thì cũng không đẩy lính được vào trụ. Và thậm chí là lính Brexit vẫn kịp ăn. Thả mình rất tốt đến từ bên phía của G-Line. Nghe có vẻ là trận đấu này là cửa đang hơi tối dành cho Black Sarus rồi, tính đến thời điểm hiện tại. Khi mà chất tướng của họ, để mà nói rằng phải thật sự về sau cơ, nơi mà HQ bắn như chiết thì mới có thể có cửa được. À ơi, River đu khá tốt. Một cú đu khá tốt đến từ River, và đây là 3 đánh ngài. 8-3 mất đi phát trận đường ghi để hồi sinh cho Hoàng Tê Đê rồi, nhưng tỉnh lại. Hoàng Tê Đê kẹt lại giữa ba người. Một điểm sáng cần thiết khi mà cú có mặt của River nó lấy đi cái mạng của Hoàng Tê Đê. Lần này thì Hoàng Tê Đê đã không còn tốc biến trên người nữa rồi, và qua đó thì các thành viên bên phía Black Sarus Sport có được cho mình điểm hạ gục đầu tiên của họ ở trong ván thi đấu này. Rõ ràng là Hoàng Tê Đê cũng như là Tama đã hơi tự tin ở trong tình huống thi đấu vừa qua khi mà họ lên hơi cao để cho HQ Double End cùng với River bắt vào được. Và như vậy thì cái trụ đầu tiên mở ra dành cho bên phía Black Sarus. River đang muốn đẩy lưới thành viên ở bên phía đối phương, một pha né rất hay nhưng bọc đầu là Tama. Tama làm cho River và River hết chỗ chạy rồi. Sẽ để bằng gục dành cho người chơi trợ thủ của bên phía G-Line. Bennett có muốn phản công hay không đây? Một cú vỗ tốt từ Double End giữ chân được Tama, nhưng Tama vẫn còn tốc biến ở trên người, và qua đó thì G-Line lùi về với nguyên cả năm thành viên. Như vậy là tình huống xử lý vừa rồi của River trong nhịp thi đấu vừa qua hơi máu quá nên anh ta bị bắt lại, bị bọc đầu. Còn đây là Bridget đấm khá đau vào người quát quỷ, nhưng rồi thì Bridget nhìn thấy đông người quá và dùng tốc biến bỏ chạy. Tuy nhiên thì cú câu tham này là khá tốt bởi vì đường dưới bắt đầu thoáng. Hoàng TD cùng với Gray sẽ đẩy lên rất cao, thậm chí là có thể hướng đến việc bắt cờ cướp rừng. Tiếp tục là những con quái và tiếp tục là những tơ lính được dọn đi đến từ bên của G này. River đã giả, River muốn đu hay chăng đây? Tăng Ti đã tiến ra trước bằng tốc biến và sử dụng chiêu thức của mình. Tuy nhiên Hoàng TD cũng có cả một giáp tay thần kỳ để tạo thêm giáp và cả tốc biến để né. Vẫn là ổn đến từ G-Line. Họ cướp đi con bùa xanh này và có thể là chưa dừng lại đâu. Sẽ tiếp tục là đẩy lên khi mà tơ lính đường dưới đã là rất cao lên rồi. Vẫn còn một tơ lính nữa dành cho bên phía G-Line, và đúng là họ có thể lấy được cái trụ thứ hai này không gặp phải quá nhiều sự khó khăn. Hoàng TD vẫn giữ được cái sự tỉnh táo của mình trong những bối cảnh mà anh ta bị quây bắt bởi các thành viên bên phía đối phương. Đường trên cũng có trụ dành cho bên phía G-Line luôn, hai trụ liên tục dành cho G-Line. Double End lao vào muốn vỗ nhưng vỗ trượt, chỉ vỗ vào lính mà thôi. Qua đó thì cái độ đột biến của Double End tính tới thời điểm hiện tại chưa phải là quá nhiều. Đây là cú đu dây của River không tìm mục tiêu nào cả. Các thành viên của BDS đang co cụm lại với nhau để di chuyển. Họ đang không tạo ra một cánh đẩy lẻ đủ tốt dành cho những River hay là Tarik T. Và nếu cứ di chuyển như thế này thì lượng tài nguyên bị san sẻ, và như vậy thì Black Sarus cũng không tạo ra được quá nhiều những điểm nhấn. Đây là tình huống cắt tới từ đó là NTGG phải bấm quả của băng xương. Đó là vị trí của Double End sau đó băng trình hàng giống sinh bệnh nhưng không thể chống đỡ được. Còn ở một phía xa thì Black Sarus đã có được cho mình không? Họ bị cướp con rồng. Họ ăn được con rồng. Black Sarus ăn được con rồng. Black Sarus ăn được con rồng. Nhìn người của họ vàng vàng kìa, là họ ăn được con rồng ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Nhưng để mà ăn được con rồng và hy sinh như thế này thì nghe phải vẫn lỗ. Vẫn lỗ quá nhiều đến từ bầy xếu đầu đỏ đen. Và bây giờ là con sẽ ra được ăn đến từ GG này, và họ sẽ thả luôn đường dưới nơi mà Aoi đang tích cực đầy lẻ. Và liên tiếp là những cái trụ đang có dành cho đội tuyển GG Line rồi. Hai trụ đường giữa, một trụ đường trên. Caesar, hào hảo Caesar thuộc về cho GG Line, và chắc chắn rồi sẽ làm cú thả đường dưới. Còn Bridget thì sao đây? Ở lại hơi lâu và mất đi phát trận đường ghi trên của Tama rồi. Sẽ nằm xuống mà thôi. Trận đấu này có lẽ Bridget đang hơi là một điểm trừ đến từ bên phía của GG Line. Anh ấy thi đấu tương đối hổ báo nhưng lại không căn được cái khả năng chống chịu của mình. Bridget vẫn có những pha di chuyển chưa thực sự hay, và qua đó thì bên phía G-Line vẫn chưa thể tạo ra một sức ép quá lớn ở trong quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên hiện tại thì họ vẫn đang là đội có lợi thế hơn với khoảng 3.000 tiền chênh lệch so với cả bên phía đối phương. Có thêm con hào hảo Caesar nữa thì khả năng ép vào những cái trụ sức cấp còn lại của bên phía Black Sarus sẽ là rất thấm. Vừa rồi một pha cấu rỉa hay tới từ đó là NTGG. Ở thể hiện tại nơi mà NTGG gần như là không bị đụng tới thì anh ta vẫn đang có một lượng cấp độ và một lượng tiền vượt trội hơn so với cả vị trí của Zerg. Và những cú cắt của NTG khi mà kết hợp cùng với Thần Quang sẽ là cực kỳ thấm vào những thành viên chủ lực yếu máu của bên phía đối phương. Hình như là G-Line đang muốn căn lính đi vải. Họ không đẩy lính ở bất cứ một đường nào cả, họ để cho những con ra thả trôi. Và qua đó thì Sekmoton đẩy vào với rất nhiều đường, nhưng Tama, Tama bị bắt lại bởi River. Tama mất phát trận thần kỳ rồi và phản công tới từ Bridget. Anh ta lao vào đấm được một người, đó là River. Đây là cú kéo của Gray không trúng vào ai cả. River vẫn đang cố gắng lùi về tốc bên đầu Hoàng TD, bắn không gục được River. Qua đó thì bên phía Black Sarus vẫn lùi về được với cả 5 người, nhưng ai sẽ là người phòng ngự đây? Rõ ràng là nếu như tình huống tốc biến vừa rồi của Hoàng TD mà kèm theo khoảng 2 vi tiêu đỏ thôi, chắc là BDS cũng phải nằm số 1 mạng. Nhưng rất tiếc là không có phi tiêu đỏ trong tình huống thi đấu vừa rồi nên đam nó không được tỏa ra quá nhiều đến từ Hoàng TD. Một tình huống thi đấu rất tự tin đến từ thầy Hoàng. Một ngày mà thầy Hoàng nó có phong độ rất cao sau màn đấu Elso. Bây giờ là Van Hên vẫn đang thi đấu rất hổ báo, mặc dù KDA đang là 0-1. Nhưng về sức bắn và lượng sát thương có thể tỏa ra đến từ Hoàng TD đang là không thể đong đếm được. Lúc này Terry của HQ cũng đang có 7.000 tiền và phải còn lâu nữa. Khi mà đang hướng lên cho mình một cái diệt thần cung như thế này thì phải còn lâu nữa thì HQ mới bắt đầu có thể nghĩ đến chuyện bắn từ trong nhà bắn ra.
Nhưng ít nhất là trong tơn sân ra bóng tối này, họ vẫn đang khiến, vẫn đang làm được một điều, đó là làm những, cho những cái trụ sở cấp chưa bị mất máu. Đó là một điểm tốt để có thể đảm bảo được đến con sẽ ra bóng tối thứ hai có thể tranh chấp, hoặc là nếu như mất thì cùng lắm là mất đi một vài đơn vị trụ sở cấp thôi, chưa phải là toàn bộ ba được. Mục tiêu quan trọng nhất của phía Black Shirt tại thời máy đó là làm sao giúp cho xạ thủ IQ Farm thấy thoải mái. Một pha xử lý kỹ năng với đạo quân vương và cú cắt là khá tốt tới từ NTCC để cấu đi một nửa cây của Zerg. Các thành viên của bên phía Black Shirt họ đang muốn đi chung đánh đây, bắt lại một thành viên nào, nhưng thật sự bây giờ là quá khó. Tôi nghĩ rằng là nên đánh an toàn cẩn thận hơn. Black Shirt mà đánh an toàn câu kéo được tới phút thứ 15 thì đó sẽ là cơ hội để phản công dành cho xạ thủ Terry trong tay của HQ. Còn về những mục tiêu lớn thì bây giờ nếu như mà không đủ sự tự tin, cảm giác là không thể tranh chấp được thì nên bỏ đánh giống như kiểu Heavy ngày hôm qua đúng không? Đúng vậy, nuôi đến cho chiết bắn cuối cùng với con Terry, và bây giờ là HQ với Terry đây. Như vậy món đồ tiếp theo mà anh ta lên đó là cái xạ nhiệt cung để tránh việc phải đứng quá gần dính những cú cắt đến từ NTGG. Anh ta lên xạ nhiệt cung trước thay vì là cái diệt thần cung. Tuy nhiên thì đây là tơn thi đấu mà G-Line sẽ có hai bùa thôi, tôi nghĩ là như vậy. Bây giờ lính cũng không đủ đẹp và Seja cũng đã xuất hiện, có lẽ sẽ là hướng đến con Seja ngay. Nhưng BDS thì sao đây, với sự xuất hiện lộ sai của Oi đứng dưới một cái thì có lẽ là G-Line cũng sẽ rất quyết tâm ăn cho vì con Seja bóng tối này để chơi một tơn hai bùa, cố gắng lấy đi nhiều trụ sở cấp nhất có thể ở trong tình huống này. BDS cần phải biết mình biết ta thôi, khi mà cái đội hình của họ bây giờ vẫn đang còn là hơi yếu. Những vị trí chủ lực của họ như là Terry, Ao hay là Liliana thì đều chưa có một cái lượng đồ là quá lớn. Nhưng đây là chúng ta vào tới từ Double End đã có xe ra dành cho GG lại. Double End bị mất đi một nửa cây, một cú vỗ hay. Sau đó anh ta bấm cho mình đó là giải không chế và lùi về. Nhưng người sát thương được tạo ra tới từ Hoàng đến đây là quá nhiều. Double End không về được ở trong tình huống thi đấu này rồi. Mất đi một người, thả luôn đại lộ xe ra ở khu vực đường dưới. Nhưng sẽ chặn lính tới từ vị trí của River. Và bên phía July cũng sẽ bị chậm đi một nhịp trong việc đẩy vào những cái trụ siêu cấp của bên phía Black Shirt. Thế trận với Van Hên đến lúc này của July đang đẹp như bức họa Hồ Điệp vậy. Một bức họa mà July nếu như chiến thắng sẽ có được một điểm số. Còn nếu như các bạn vẽ bức họa đó thì các bạn sẽ có được skin. Có quá nhiều những lợi thế để các bạn có thể tham gia sự kiện đó và đồng hành cùng với những diễn biến của giải đấu. Bây giờ là lúc mà bức họa bắt đầu được vẽ đến trụ siêu cấp rồi. Sẽ là một cái trụ đầu tiên dành cho July. Và sau đó là cái trụ thứ hai. Không đỡ nổi, BDS không đỡ nổi, và có thể là cái trụ thứ ba hay không đây. Cái trụ thứ ba lính đã lên. Bridget đang đứng đầu lính. Nhưng con lính này không còn quá nhiều máu nữa. Con sẽ ra tiên phong này không còn quá nhiều máu nữa. Dựng luôn cả dấu sinh mệnh đến từ Double End cho nó chắc ăn. Và tạm thời là phòng ngự được cái trụ sơ cấp cuối cùng này. Tuy nhiên G-Line có vẻ như chưa muốn dừng lại. Những tơ lính của họ vẫn đang tiến lên. Và họ sẽ có lẽ muốn lấy nốt cái trụ sơ cấp kia để có được ba đường. Con xe giả phía trên di chuyển hơi chậm, và trong bối cảnh mà Hoàng TD đã bị mất đi khoảng tầm 1/3 cây máu rồi thì liệu rằng là bên phía G-Line có tự tin được hay không đây. NTCG cũng đã yếu, và qua đó thì quyết định của G-Line đó là lùi về, chưa chạm tới cái trụ siêu cấp còn lại của bên phía Black Shadow. Nhưng dẫu sao với hai trụ siêu cấp chỉ cần một con tà thần xe bóng tối thôi thì vẫn là quá lời dành cho thành viên của bên phía G-Line. Mặc dù vậy thì Black Shadow vẫn còn có hy vọng. Họ vẫn hy vọng là trước con xe giả bạo chúa thì họ sẽ chưa bị mất đi ba đường, và Terry trong tay của xạ thủ HQ sẽ có thêm thời gian để được farm. Rõ ràng là trong bối cảnh như thế này thì Terry sẽ là điểm sáng thôi. Terry sẽ là điểm sáng duy nhất để có thể chơi, thậm chí là Hoàng Terry lên cả giáp Gaia. Anh ấy lên cả combo giáp Gaia cùng với Zhiyu Yoga, như vậy là rớt làm sao cào được Hoàng Terry đây. Rớt cấu máu thì giáp Gaia nó cũng hồi lại được lượng máu. Vì vậy rất khó để có thể hạ gục Hoàng Terry, chơi rất chắc cú. Và nếu như có ba đường rồi thì tôi nghĩ rằng thời điểm về sau là thời điểm mà Hoàng TD có thể bán nốt cái đồ tanh này đi để lên đồ đam để có thể đánh giao tranh tổng, bởi vì lợi thế ba đường đã rất lớn. Bây giờ thì liệu rằng G-Line có một tình huống sồ thẳng lên đường trên và bật xạ như cung để lấy ba đường hay không, hay họ sẽ bình tĩnh và hướng tới con sẽ ra bạo chúa. Có rất nhiều những quyết định mà G-Line có thể hướng đến trong bối cảnh họ vẫn đang hoàn toàn đẩy đối phương chơi ở 1/3 sân như thế này. Tôi nghĩ là G-Line không phải vội đâu. Họ hoàn toàn có thể là đẩy cao những tên lính ở các khu vực đường, rồi sau đó tạo ra áp lực ở vị trí hang tà thần xe bạo chúa. Một người đẩy lẻ là đủ. Một người đẩy lẻ đó là Bridget với con bài Skirt là đủ để khiến cho Black Shadow bị phân tâm. Nếu như mà họ muốn phòng ngự cái trụ siêu cấp còn lại thì họ sẽ đánh đổi cơ hội để tranh cướp con tà thần xe ra. Tuy nhiên bây giờ thì G-Line đang hướng tới luôn cho mình đó là con tà thần xe bạo chúa, nơi mà Hoàng TD cùng với cả Gray bắn cực kỳ đau vào người của Tarikti. Tarikti chỉ còn 3 vạch máu ở trên người mà thôi. Và bây giờ mất đi một lượng máu quan trọng của một người chơi tanker như vậy thì liệu rằng là Black Shadow có thể cạnh tranh được không đây? River lao vào. River anh ta cướp được con xe ra bạo chúa dành cho Black Shadow, và có thể sẽ là hủy diệt các thành viên còn lại của bên phía đội tuyển GG Line. Bridget mất nhiều máu quá rồi. Hoàng Tê cố bắn cao, đó là rớt cuốn cao người Hoàng Tê lên nhưng không được, và đó sẽ là cướp sẽ là thành công tới từ Black Shadow. Liều thì ăn nhiều, và đây là tình huống liều ăn được nhiều lắm đến từ River. Nếu như chưa phải thắng luôn nhưng chắc chắn
rồi sẽ là một khoảng cách tăng tiến sức mạnh nhảy vọt dành cho BNS ở trong trận đấu này. Ván đấu này vẫn còn, thậm chí họ đang đẩy lên. Tôi nghĩ rằng Z-Line chưa thể thua được ngay đâu, khi mà những thành viên của họ chuẩn bị hồi sinh rồi. Tuy nhiên thì BNS lấy được bao nhiêu thứ đây? Họ muốn ôn mít à? Họ muốn ôn mít để lấy một trụ sơ cấp. Tôi nghĩ rằng hơi khó, có lẽ sẽ là vào đi nhiều nhất những cái trụ có thể có rồi. Đợi những con sẽ ra tiến vong tiến lên ở phía sau để dặn ra hai cánh. Một tình huống đột biến quá hay đến từ River. Và liệu rằng thì ván đấu này BNS có quay trở lại để lội ngược dòng hay không đây? Đó là pha chừng trị thành công của River, và giúp cho bên phía Baxter bây giờ đang có một cái thế quay trở lại là rất tốt, khi mà lượng tiền cũng đã cân bằng tới từ cả hai bên. Chúng ta sẽ xem lại tình huống xử lý của người chơi đi rừng bên phía Blackstar, nơi mà họ đã bị mất đi rất nhiều máu của Tarity. Nhưng Double End cùng với River chỉ có hai người thôi, lao thẳng vào hạ gục được Ray. Quan trọng là hạ gục được Ray, và sau đó thì trừng trị thành công tới từ River để giúp cho Blackstar có cho mình đó là con tà thần xe bạo chúa. Bây giờ cơ hội đang rất mở dành cho họ rồi. Rõ ràng tình huống vừa rồi đúng là chỉ có liều thôi, bởi vì cái tình huống đu vào của River là tình huống mà anh ta đu vào giữa tâm trung điểm của NTCG và Bridget. Hai người, một người đạo quân vương, một người đấm chiêu cuối, không cản được Ao Hoi bằng cái long diệt băng vào. Tức là anh ta hy sinh bằng cả tính mạng rồi, chấp nhận điều đó. Nhưng thành công. Và bây giờ trận đấu đang mở ra dành cho Black Sabbath. Tiền đã bắt đầu quay trở lại hơn tiền. Black Sabbath đang tiến lên. Sẽ có một con xe ra tiên vòng đường giữa hơi khó để tiến vào trong trụ sơ cấp này rồi. Còn đường dưới thì Bridget đã chặn hai con xe ra tiên vòng, chưa thể hướng tới trụ sơ cấp. Chưa thể. Ở đường dưới này hai con, nó có đủ cứng và đủ khỏe hay không đây? Chúng ta cùng chờ đợi. HQ cũng đang rất nóng lòng để bật lên cho mình xạ nhật cung bắn vào cái trụ rồi. Tuy nhiên thì sức phòng ngự của bên phía Z-Line cuối game như đã nói cũng không hề yếu. Họ có chiến tướng late game cũng rất dồi dào sát thương. Như vậy là sau con xây ra bạo chú vừa qua thì Baxter cũng chỉ lấy thêm được một vài cái trụ nhỏ nữa của GG-Line thôi. Vẫn chưa đủ cơ sở để áp lực được vào những cái trụ siêu cấp của bên phía đội tuyển GG-Line. Mặc dù vậy thì đã tới late game rồi, đã tới thời điểm để cho xạ thủ HQ được tỏa sáng. Và có lẽ sau con xây ra bạo chú vừa qua thì xạ thủ HQ cũng đã có món trang bị cuối cùng. Đúng là như vậy, món trang bị cuối mà anh ta lên đấy là một cái huân chương choi. Và qua đó đã đủ đồ tới từ con bài Terry trong tay của HQ, và anh ta sẽ cần phải thể hiện được cái sức bắn của mình ở trong những tình huống giao tranh cuối game. Trong khi đó với GG-Live, Hoàng TD bây giờ đã yếu hơn rồi, những con bài khác như là Timmy cũng đã có phần nào đó bị suy yếu ở trong quãng thời gian cuối trận này. Chính vì vậy là GG-Live cũng sẽ không thể chơi một cách quá sông vòng, không thể chơi một cách quá là sấn sổ như là quãng thời gian đầu game nữa. Bây giờ Hoàng TD có tính đến phương án là phải bán đồ để lên dần những đồ đam hay không đây, vì bên phía bên kia bắt đầu có những cái choi nên lượng sát thương đến từ NTGG sẽ bị giảm xuống và phụ thuộc khá nhiều vào khả năng gây đam sát thương DPS đến từ Hoàng TD. Tuy nhiên thì tôi vẫn đang thấy Hoàng TD sử dụng Muramasa chứ không phải là diệt tấn công. River đủ tin tới Hoàng TD rồi, nhưng ngay lập tức là một cú long diệt giật ra ngay, vẫn lùi về được. Một con Aoi vẫn đang thi đấu rất tự tin đến từ River. Phong cách thi đấu rất máu lửa và đôi khi là cũng không cần tính toán quá nhiều đến từ River. Nó đang lại là hay ở trong ván thi đấu này. Rõ ràng là bên phía Blackstar cần những người tạo ra sự ưu biến, và River đang sắm cái vai trò đó. Anh ta cũng vừa đóng thêm cho mình đó là cái đánh Fenrir, để rồi bây giờ những cú lao vào cào hai nhịp và giật ra và long diệt của anh ta sẽ là thấm hơn, khiến cho Hoàng TD bị sốc sát thương hoặc là câu đi cái chiêu quấy phép trận thần kỳ của Tama. BF đang có được cái sự tự tin khi mà đội hình cuối game của họ bây giờ họ nhận định là đã khỏe hơn đối phương rồi, nên là họ đang có những bước di chuyển để kiểm soát con tà thần xe ra bạo chúa là khá dễ dàng. Nhưng có một cái bất lợi của Vexus đó là họ đang bị mất đi hai đường. Và càng về sau những con lính nó càng khỏe thì họ sẽ cần một người để phòng ngự, và như vậy sẽ mở ra cơ hội để cho bên phía G-Line tổ chức những tình huống bắt lẻ. Tarity nên nhớ rằng trận này anh ấy lên cho mình full đam. Nhưng tình huống mà bị giấm thần lực của Tama đánh vào thì nó cũng không hề gọi là mất ít máu một chút nào đâu, cũng là một lượng máu tương đối đến từ Tarity đấy. Nên phải rất cẩn thận những tình huống mà Tarity đứng cao ở trong ván thiếu này. Bắt đầu đi vòng rồi, bắt đầu đu ra đến từ bên phía của đó là BNS không. Một tiếng nhử chiêu đến từ River thôi, mà Taiba bị giữ chân lại rồi, Double End băng lên và khép khắp phần còn lại chủ lực của bên phía đội tuyển G-Line. Taiba bật lên thuận, cố gắng lướt đi về. Trong đó thì rớt cũng khá yếu rồi, Taiba mất đi vào trận thì cú cắt quá tốt đến từ NTGG. Và có thể sẽ là quay ngược trở lại giao tranh đến từ G-Line. Mất đi do mệnh trên người của ai đến từ River rồi. BNS đang bỏ chạy, mỗi người chạy một hướng. Aoi vẫn đang chạy được, Hoàng thế này bị chọc khá đau bởi Tarity, nhưng cú nhất kích tất sát của Tarity lại trượt. Còn NTGG, cú cắt đến từ NTGG, nó cắt BNS thành những miếng thịt khác nhau. Hai miếng thịt dâm cùng với Tarity lên bảng điểm số. Double End và HQ là những người kẹt lại. 4 mạng dành cho G-Line và có lẽ là hết rồi. Hết rồi, sẽ là 2-0 dành cho các tuyển thủ bên phía G-Line ở trong ván thi đấu này. Một cú cắt điểm 10 tới từ vị trí của NTGG trong một bối cảnh mà Blackstar cũng có nhiều cơ sở để lùi về, nhiều cơ sở để phản công, thì họ đã phải dính một cú cắt quá chi mạng tới từ NTGG. Và để rồi bây giờ tỷ số sẽ là 2-0 dành cho các tuyển thủ của bên phía GG Live.
một ván đấu mà GDI đã làm hay hơn ở trong quãng thời gian đầu game, nhưng sau đó với một tình huống xử lý tốt tới từ River cùng với cả người chơi trợ thủ Double N để cướp đi con tài sản xe là bạo chúa, thì chúng ta đã nghi ngờ rằng là liệu rằng bên phía đội tuyển GDI có thể chiến thắng được ở trong quãng thi đấu này không. Nhưng cuối cùng thì NTGG tỏa sáng với con bài nhuệ, một cú cắt rất tuyệt vời để giúp cho GDI đả bảng thành viên đối phương cũng như có được cái chiến thắng ở trong ván đấu thứ hai này. Rõ ràng là trong góc đánh vừa rồi thì bên phía BNS đầu tiên có lẽ là họ hoàn toàn có thể đánh được khi mà cú khẽm góc của Double N là rất tốt. Tôi thấy Double N trụ được rất lâu và Taima cũng phải mất quá nhiều thứ mới có thể lùi về được với các trận kỳ của mình. Nhưng có một lý do nào đó khiến cho con tướng của rớt, đó là Liliana đột nhiên chỉ còn một vạch máu. Và vì vậy BNS bỏ chạy luôn khi mà họ bị out đi đam chủ lực. Họ không có đam chủ lực ngoại trừ vị trí của HQ, nên vì họ bỏ chạy mỗi người chạy một hướng. Thậm chí Tarity cũng combo trượt ở trong nhịp cuối cùng để lấy đi rau mệnh của Hoàng TD. Có quá nhiều những sai số. Còn trong khi đó thì lại họ vận hành với những con số chính xác, đó là những khu cắt của NTGG, người đóng góp thầm lặng ở trong ván thi đấu này. Nhưng đến cuối trận đấu thì anh ta đã không thầm lặng nữa, đã lên tiếng bằng một cú cắt hai người quá ngọt với Đạo Quân Vương và với cả cắt Giang Sơn Trảm Thiên Địa. Hai mạng nằm xuống và đó là một highlight để chấm dứt đi ván thi đấu thứ hai. Một ván đấu cứ tưởng như sẽ có điều bất ngờ xảy ra nhưng không. GDI họ vẫn là những người ấn định và vươn lên dẫn trước 2-0. Nhìn chung ở trong cả hai ván thi đấu vừa qua thì bên phía đội tuyển GDI đều là đội có khả năng kiểm soát hay hơn. Và một lần nữa chúng ta được xem lại pha giao tranh này, Tama đã chống chịu và bỏ chạy thành công ở trong một tình huống thật sự đây này là rất ơi, ảo. Rớt ơi. Sau đó thì rớt có những cái pha mà anh ta di chuyển không thực sự hay để rồi bị dính những cú cắt, và sau đó là cả River cũng bị dính những cú cắt tới từ NTGG. Gần như là lượng sát thương chủ đạo của GDI trong cái tình huống này toàn là tới từ vị trí của NTGG thôi. Đây, NTGG có một pha di chuyển rất hay vào hàng Cesar này. Anh ta di chuyển cực kỳ hay vào Cesar. Khi mà những người đồng đội của anh ta còn đang đứng ở cái bụi bên trái, thì anh ta một mình vào hàng Cesar cắt một cú quá ngọt để khiến cho rớt và Tarity phải lấy bàn điểm số. Và rõ ràng là nếu như chính xác hơn, tôi nghĩ rằng nếu như chính xác hơn thì những người đã thắng giao tranh vừa rồi có thể sẽ là BNS. Bởi vì cái góc vừa rồi Tama sẽ là người nằm xuống trước so với Double N. Tuy nhiên thì rớt, như đã nói, rớt không hiểu tại sao tự dưng còn một chấm máu. Và đó là cú cắt đến từ NTG, nhưng nó cũng đến từ va tốc biến lên thẳng vào giữa giao tranh. Anh ta tốc biến lên thẳng vào giữa và đứng cạnh Double N. Dĩ nhiên là khi đứng cạnh Double N thì anh ta phải dính đam lan đến từ Van Hên, dính đam đến từ tất cả thành viên của GDI. Họ đang dồn vào focus và mục tiêu đó là con Ubernet. Cái sự kinh nghiệm, cái kinh nghiệm và cái xử lý trong tổng nó vẫn là một vấn đề đến từ rớt. Và lúc này Liliana đã ơi lỗi, và nó là một lỗi tương đối nghiêm trọng để thua giao tranh vừa rồi đến từ BNS. Rất đáng tiếc dành cho họ, nhưng cũng chẳng phải, có lẽ là dành một lời khen cho bên phía của NTGG, người đã tung ra một cú cắt quá ngọt để ấn định ván đấu này. 2-0 dành cho đội tuyển GDI cùng cái MVP dành cho NTGG. Một điểm MVP rất xứng đáng dành cho vị trí của NTGG. Anh ta có KDA là 314, 203 nghìn sát thương được tạo ra với những cú cắt của mình, với con bài UE đã giúp cho GDI vươn dẫn trước với tỷ số 2-0. Còn ở trong tình huống giao tranh cuối cùng đó thì thực ra là rất có thể lựa chọn một mục tiêu dễ dàng hơn là anh ta dồn đam vào vị trí của Tama để có thể hạ cục nhanh được Tama, nhưng anh ta lại muốn tạo ra một sự đột biến với một cú tốc biến làm choáng được những thành viên chủ lực còn lại của bên phía đối phương. Và với việc suy nghĩ hơi nhiều nên rớt và những đồng đội của mình đã sai lầm ở trong tình huống mà lẽ ra cái góc đó là đẹp hơn dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Black Star Sport, để rồi họ nhận thất bại thứ hai ở trong ngày thi đấu hôm nay. Nhìn chung thì ván đấu vừa qua không phải là quá tệ đến từ Black Star. Họ cũng có những nhịp tỏa sáng, có những nhịp thi đấu hay, đặc biệt là ở cái tình huống mà ăn cướp được cho mình đó là con tà thần sao bạo chúa. Nhưng rồi cuối cùng cái đẳng cấp và cái cách xử lý bình tĩnh của bên phía GDI họ vẫn giúp cho họ giành được chiến thắng ở trong ván đấu vừa qua. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi 5 phút. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta, trước khi nghỉ ngơi 5 phút, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa về những thông số ở trong trận đấu này. Một trận đấu mà NTGG gây ra tới 200.000 sát thương. Đây là lý do tại sao mà anh ấy đang là người cứ trung bình gây được khoảng 150.000 sát thương một trận đấu. Khi mà trận đấu nó cứ kéo dài đến khoảng 20 phút và anh ấy cứ chơi những con tướng kiểu như Yue hay là XG, thì đó là những ván đấu mà anh ấy gây ra được rất nhiều sát thương ở trong một trận đấu. Và ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng khi mà GDI vươn lên dẫn trước như thế này thì trận đấu đã hoàn toàn sẽ gần đến hồi kết rồi. Và lúc này thì nhân tiện các bạn khán giả vẫn còn đang rất đông để bàn tán với những cú cắt của NTGG vừa rồi, chúng tôi cũng gửi đến các bạn một thông điệp rất là quan trọng. Đó là ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang mở bán trang phục Phoenix bậc SS Premium đầu tiên của Phoenix. Vâng, đó là Phoenix Phong Tranh Thám Xuân với giá 799 quân huy.
Các bạn hãy tham gia sự kiện thử thách Phoenix để không bỏ lỡ thẻ giảm giá trang phục 300 quân huy diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3. Vào game và sở hữu ngay các bạn ơi. Vâng, các bạn khán giả thân mến, rõ ràng bài Phoenix đã có những sự chỉnh sửa và các bạn cần phải sở hữu trang phục này ngay. Còn bây giờ sẽ là 5 phút nghỉ để bước tới bán hiệu thứ 3 giữa GG Live cùng với Blackstar Sports. Xin mời. Vươn lên ta không được quên trôi chân ngủ vui ở nơi bóng tối chẳng rõ là nay hay mai. Đến khi nào thì cửa vinh quang đọc lối ăn sâu vào từng chi tiết mang theo sứ mệnh cần phải đi tiếp đừng ngóng cản chân tao mày chẳng biết được sự uy hiếp đến từ từng cơn sóng nối. Yeah, I'm not a slayer. Nô lệ cảm xúc bứt phá từ chân đáy. Darth Vader nhìn xung quanh từng ánh mắt đang chờ sự nghi ngờ. Tao vẫn sẽ không ngừng viết cho dù là last paper. Tự nhủ rằng ý chí không mài một đứng yếu đuối trong vài thọt không lý lý khi nghe vần thì easy. I'm legend. Ta cố gắng và luyện tập không ngừng nghỉ để máu trâu mang trong người ý chí cùng chi khi lớn không ai ngăn được nó đâu. Vươn lên ta vẫn đang làm phải mạo hiểm không có an toàn chuẩn bị thêm để ta bẻ nát những kẻ khác lúc chúng an nhàn có trời thấu khi ta ngó lên ngày phủ nắng kể cả gió đêm ta vẫn mãi biết vẫn câu giải tiếp cho dù phải biết game này khó thêm và ta cứ bước đi dẫu khó khăn vẫn đang xoay vào người không có gì ở ngoài kia thì ngăn được bọn tao cả tỏa sáng như ngôi sao rơi cho bầu trời kia tối đen you shine bright like a fucking star bao tác phong ba có bao nhiêu thăng trầm yeah I wanna be on the top yeah I'm gonna break break kỳ thủ. Còn quá nhiều thứ mà ta cần đi sâu. Cái cách mà họ đang cố chiến thắng thì được gọi là thi nhau. Còn ta đang ở trên đỉnh everyday be wow. Xử lý với căn bệnh bằng cách đi slow và một ly no. Give it to the flow khi ta chơi nhạc. Hôm nay ta không thua, hôm nay may, hôm sau hơi bạc. Feeling like a fish in a tank nhưng mà vơi cạn. Chỉ dừng lại một chút cũng như phát điên bởi vì đây là khơi màn. Yeah yeah ooh. Bứt phá với tao thì nó được gọi là make it make it boo. Hàng triệu ánh mắt nhìn xem là baby what you gonna do. Tao sẽ không bao giờ để cho vinh quang làm cho đôi mắt này mù. Let me tell you what I do ngay cả khi đánh sắt ở tù. Cứ thế đêm thâu đêm thâm thiết đôi mắt gái trên ly là no pain no gain. I never wanna stop what I keep my faith to. Dù điều chỉ cản ngăn yeah I'm gonna break through. Và ta cứ bước đi dẫu khó khăn vẫn đang xoay vào. Tỏa sáng như ngôi sao rơi cho bầu trời kia tối đen. Bao tấm phong ba có bao nhiêu thăng trầm. Yeah I wanna be on the top. Yeah I'm gonna break break kỳ thủ. Ta không để cho ai cản chân, I gotta break it for me. Ta nhận bao nhiêu đau hôm nay, ta lâu để chờ đi. Làm mình ra trận thôi, chứ đừng có thời gian nữa để mà hoài nghi. Bởi vì ta là vua trong cuộc đua, mà cuộc đua thì làm sao? Còn vài bước ta phải đi tiếp. Cứ bình tĩnh mắt trông chờ. Đừng tặng những kẻ nào dám uy hiếp. Cố máy trong ta đập không ngừng. Cứ chân lao lên ta có ngã mốt ai luôn bật được chế độ căng dây. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng không có chuyện ta ăn may. Rồi từ ngày không một lời trình bày mình đã đồng bước trên hành trình dài. Nhờ về sẹo mà lấy đầy người mình kia ta phải về sớt cho ta thành hình hài. Đứng trên đỉnh cao nhất bứt phá và nở một nụ cười hiên ngang. Từ đây ta sẽ không dừng lại cho tới một ngày có thể chắc định vinh quang. Phải viết xong chương 1 rồi không? Thôi á, tôi không nói nhiều đâu, tôi vào lớp ơi. Yeah, yeah. Đây là fight bro. Ra phòng thi trông như người Tây. Đây là fight bro. Lên thuyết trình bên nguyên cả cây. Đây là sạch bro. Vừa vào trường mà các em thấy. Thế là mách cô trách tôi. Quá đẹp trai ở đây. Trẻ đất lại đi homie. Ông lại đang sủi à homie. Ông lại để tôi gánh à homie. Cây tài liệu đê. Ông có muốn lấy con A không homie. Thế thì nghe lời tôi đi ok. Thằng chặn anh em karaoke. Dẫn chơi phải thế. Nên là không phải căng. Ông phải coi đây như trò chơi. 365 một năm. Tôi là tôi không cần nghỉ ngơi. Yeah, lên trường lấy nhiệm vụ. Ăn con bùa xong mở skill mới. Cầm học bổng đeo con grill. Hẹn các em đi chơi xả hơi. Yeah yeah. Nên là chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi hết. Không chơi, chơi không, chơi đi, chơi hết. Challenge, accepted, chơi luôn đến Tết. Nếu ông chuyên văn đã bỏ đi thì không đi, toàn làm thơ để ngồi gáy. Suốt ngày lúc là sau, đến lúc anh em cùng xông lên lại mở chat khịa ngay.
như MIT được cái phàm kỹ này không triệt phát nào như máy, nhưng mà không theo phân tích của ông ấy, ông ấy dỗi bỏ đi một phát thì anh em lại thêm người ta tìm ngay. Mấy ông ngoại ngữ suốt ngày bổ chữ tiếng Anh kêu anh em cứu mà cả team không ai hiểu, còn ông kinh tế đồ game không giáo giao tranh kêu đang giai đoạn khởi nghiệp nên là lực còn hơi yếu. Tinh thần của ông thì công nhận ông không thiếu, tôi thích nói ít ông thích làm nhiều, quan trọng anh em mình đã chơi là chơi tới, không cần nói điều không phải không phải căng, ông phải coi đây như trò chơi 365 ngày trong một năm, tôi là tôi không cần nghỉ ngơi lên trường lấy nhiệm vụ. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn kèm thực chất. Ready into the jungle. Into the jungle, jungle, jungle. Into the jungle, jungle. Bring it on. What in the world, huh? You all of my nerves, huh? You never return, huh? When you enter in the jungle. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo trong cuộc đối đầu đầu ngày hôm nay giữa Black Saturn Sport và đội tuyển GG Live. Tỷ số lúc này đang là 2-0 nghiêng về đội tuyển được đánh giá cao hơn trong ngày hôm nay, đó là GG Live. Đã có những diễn biến bất ngờ hơn ở trong ván đấu thứ hai chứ không còn là một chiều nữa, nơi mà River cướp được con sợi da bạo chúa bằng con Aoi của mình. Tuy nhiên thì đó là tất cả những gì mà họ làm được với những nỗ lực để tạo ra sự bất ngờ thôi, chứ còn lại đến những tình huống thi đấu then chốt cuối cùng thì họ vẫn thể hiện ra phần nào đó sự non nớt và nào đó là cái tính kết nối chưa cao so với cách giao tranh tổng đến từ GG Live. Và bây giờ thì không còn đường lùi nữa rồi, họ sẽ chỉ còn một cơ hội duy nhất để có thể níu kéo lại một chút hệ số, hoặc có thể nghĩ đến, có lẽ là trước khi nghĩ đến một ván thắng thì là một chút hệ số trước đây đã. Còn lại bây giờ để lội ngược dòng 3 ván liên tiếp thì tôi nghĩ rằng mục tiêu trước mắt là cứ bước từng ván một, cứ bước từng ván một, khi bây giờ bản lề sớm đã thuộc về G-Line rồi. Ngày hôm nay thì phong độ của các tuyển thủ bên phía đội tuyển Black Saturn Sport không thực sự là quá cao. Tất cả những thành viên của họ đều chưa có những pha xử lý là ấn tượng, chưa có một chiến thuật đủ hay. Và quan trọng là cái giai đoạn ban pick thì họ cũng không làm tốt so với cả bên phía đội tuyển G-Line. Đã có ván đấu mà họ được ở phần sắc màu đỏ, đó là ván đấu vừa qua. Nhưng cái cách mà họ cao tầm ban pick đối phương chưa thực sự quá triệt để vẫn để cho G-Line có được những con bài mạnh để kết hợp với nhau. Và qua đó thì bên phía G-Line vẫn tạo ra được một thế trận là có phần lấn lướt hơn so với cả các thành viên của bên phía đội tuyển Black Saturn Sport. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem ở trong ván đấu thứ 3 này thì liệu rằng bên phía Black Saturn có thể quay trở lại được hay không khi tỷ số đã là 2-0 rồi. Và trong ván đấu thứ 3, Black Saturn họ vẫn sẽ lựa chọn cho mình phần sắc màu đỏ để tiếp tục đưa ra những cái lựa chọn cao tầm pick đối phương. Nhưng lần này huấn luyện viên Grab sẽ cần phải làm hay hơn. Chắc chắn rồi, lần này phải làm hay hơn rất nhiều đấy. Họ đã sử dụng con Terry để hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng giống như cách họ đã thi đấu với đội tuyển Sài Gòn Văn Tôm. Nhưng nó đã thất bại rồi. Bây giờ là GG Live vẫn ở bên sắc màu xanh. Được một cái là G-Line bây giờ bên xanh không phải là cái bên quá thua thiệt ở ván đấu thứ 3 này, bởi vì Ayadui chưa bị cấm đi. Bây giờ cơ bản thì họ cũng cấm đi vài vị tướng kiểu như là Kane hay là Van Hên thôi. Còn phía bên kia thì buộc phải cấm đi Ayadui để tránh G-Line có những cái bài quá mạnh như vậy. Thế nên là ban pick nó vẫn là ở mức rất là ok đến từ đội tuyển G-Line trong ván đấu thứ 3 này. Đúng là như vậy, những lực cấm đến từ bên phía BS sẽ nhắm vào vẫn là con bài Aya, và khả năng cao vẫn là Rui thôi. Trong khi đó với G-Line đơn giản, sau lực cấm vào Kane, họ sẽ cấm đi cho mình đó là Van Hên. Vị tướng mà Hoàng TD đã chơi tốt ở trong ván thi đấu vừa qua. Và khả năng cao là sự chọn đầu tiên tới từ bên phía GG Line sẽ nhắm vào một con bài ở khu vực đường giữa dành cho NTGG để anh ta có thể tiếp tục tạo ra được một thế trận lớn lướt hơn so với cả đối thủ của mình ở trong ván thi đấu này. Và chúng ta cũng chờ xem lực cầm cuối cùng tới từ bên phía BDS sẽ là gì. Vẫn là Rui thôi. Họ sợ rằng nếu như thả ra Rui cho GG Line thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ không thể kiểm soát được thế trận. Và qua đó thì vẫn là Rui. Và chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán xem lựa chọn đầu tiên tới từ GG Live sẽ là con bài nào. Iggy chưa được NTGG sử dụng, và chắc chắn đây là một lựa chọn quá là hiệu quả dành cho NTGG để có thể khép lại ván đấu thứ 3 này. NTGG sẽ có một vị tướng có thể gây ra rất nhiều sát thương ở trong ván đấu này. Iggy trước đó thì anh ấy vừa chơi UA với 200.000 sát thương trong vòng 20 phút. Và Iggy thì cũng hoàn toàn có thể trở thành một vị tướng gây được rất nhiều sát thương. Trong khi đó thì đội tuyển Black Saturn, Elsu đang là vị tướng được nhá vào rồi cho HQ. Và nếu như để mà phối hợp với Elsu thì chúng ta có thể sử dụng Yue. Nhưng có thể bây giờ sẽ là một vị tướng hỗ trợ trước được lựa chọn
hoặc đi rừng trăng đến từ vị trí của River. Vẫn còn Kira thì phải, vẫn còn Kira dành cho River thì phải, một vị tướng mà Gray cũng chưa chơi nên nó là một sự chọn cướp tướng trước khá xứng đáng ở vẫn sợ màu đỏ. Chúng ta cùng chờ xem là liệu rằng có phải Elsu và Kira được lựa chọn ngay ở trong hai vị tướng đầu tiên. Đúng là vẫn còn Kira dành cho River, và ở trong ván đấu có thể là ván đấu cuối cùng của bên phía BS thì khả năng cao họ sẽ cần phải lấy những vị tướng mạnh nhất dành cho River thôi. Nhưng rồi quyết định của bên phía đội tuyển BS đó là sử dụng cho Tariti còn bài Yena ở khu vực đường tà thần xê ra. Ngày hôm nay thì Tariti cũng không phải là một tuyển thủ phong độ quá cao trong đội hình của bên phía BS. Những pha xử lý của anh ta với Ryoma hay là Skirt ở ván đấu đầu tiên chưa đem lại một độ hiệu quả là quá cao. Và Yena, một chất tướng tủ của Tariti ở trong cái thời điểm mà anh ta còn đang thi đấu cho Heavy, thì liệu rằng Tariti có thể tỏa sáng để giúp cho BS quay trở lại trong ngày thi đấu hôm nay hay không? Còn với GG Live thì hai sự chọn tiếp theo của họ sẽ là Violet, nhưng lần này thì Tama không còn Timmy nữa rồi. Quyết định của bên phía GG Live là pick vào con bài nào để phối hợp với cả Violet. Đấy, đó sẽ là Minh dành cho Tama. Minh thì boom chỉ số khá đồng đều dành cho những người chơi xạ thủ của mình, một con bài thiên về búp nhiều hơn dành cho bên phía G-Line. Ba vị tướng đầu tiên của họ nhiều sát thương, có khả năng chống chọi và có khả năng tạo ra được một cái độ đột biến cao. Tuy nhiên về khả năng chống chịu thì họ đang hơi ít, nên có lẽ là ở khu vực đường tà thần xê ra và ở vai trò đi rừng của Gray thì họ sẽ cần phải hướng tới những con bài gánh đam ở từ trên nhiều hơn. Với Minh xuất hiện như thế này thì rõ ràng là cái sự chọn này sẽ giúp cho Violet thi đấu rất tự tin khi đối đầu với Elsu, thậm chí có thể lộn lên bắn thường xuyên với Elsu luôn. Kể cả trong trường hợp có dính cận chinh kích hay là vị chinh kích đi chăng nữa, thì với việc mình có khả năng búp máu bằng cả nội tại đánh thường lẫn cả bằng cả chiêu cuối, thì việc đổi một chút máu của lấy quy luyện kim tôi nghĩ rằng là một cái sự rất hợp lý đến từ Violet thôi. Nên chúng ta cùng chờ xem là liệu rằng mình có phải là con bài đã khóa lại hay chưa. Thì bàn pick chúng ta cũng đã ẩn đi, và một chút nữa chúng ta sẽ cùng hiện lại bàn pick để xem vị tướng mà cái bên chốt hạ ở trong phase đầu tiên sẽ là như thế nào. Ngày hôm nay thì bên cạnh những thành viên chủ đạo của bên phía Black Sun Sport thì người chơi đứng giữa rớt cũng đang chưa thực sự thể hiện được quá là nhiều. Anh ta là một tuyển thủ tới từ giải đấu tướng phân hệ chiến, và ở thời điểm này thì giải đấu tướng phân hệ chiến mùa xuân 2024 cũng đã chính thức khởi tranh. Các bạn hãy nhanh tay lập team đăng ký để tham gia vòng loại toàn quốc tại chính nơi mình đang sinh sống và học tập. Nhất định không thể bỏ lỡ chiếc mũ vinh quang cùng hai cơ hội tham gia vòng thăng hạng của đấu trường hy vọng mùa đông 2024, và có cơ hội được thi đấu như là rớt ở trong ngày hôm nay. Như vậy là không phải là mình rồi. Không phải là mình tới từ bên phía GG Live, có một chút lỗi hiển thị thôi. Đổi lại thì đó sẽ là Omega dành cho Tama. Đây là một sự chọn tôi nghĩ rằng là hợp lý hơn, bởi vì nếu như pick Minh thì đội hình của bên phía GG Live là khá mỏng, và với Omega, khả năng băng càng, khả năng cấm trụ tới từ con bài Omega này sẽ giúp cho GG Live tạo ra được nhiều áp lực hơn so với đối phương. Và sự xuất hiện của Omega nó cũng nhằm cho tạo điều kiện cho Kira có thể xuất hiện dễ dàng hơn. Nếu như là Minh thì có vẻ như là sát thương phép hơi nhiều đến từ đội tuyển GG Live. Bây giờ thì không phải chọn rừng sớm thì có lẽ sẽ bị cấm hết đi rừng đấy, tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là cấm đi không, Kira có thể được thả ra, bởi vì BS có thể lựa chọn vị tướng đó ở slot thứ tư trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì đội tuyển GG Live họ sẽ bắt đầu khởi động phase cấm thứ hai trong ván đấu thứ ba này. Lúc này họ đã có rừng, đã có hỗ trợ AD và đường giữa, và ở phía bên kia thì thiếu đi vị tướng hỗ trợ của đi rừng, hoàn toàn có thể là những vị tướng xoáy thẳng vào hỗ trợ nơi mà GG Live có, còn BS thì chưa. Xoáy vào hỗ trợ vào lúc này có thể là một phương án được hướng đến từ đội tuyển GG Live. Có vẻ như là những sự chọn của hai bên vẫn đang phải có những sự tinh chỉnh đăng và ký kiểu chưa gì chắc à? Là cả hai bên bây giờ đã có thể là đưa ra những con bài như hiển thị của chúng ta. Với bên phía đội tuyển GG Live thì khả năng cao vẫn sẽ là ba vị tướng Omega, Violet cùng với cả Iggy thôi. Đây là ba con bài mạnh có thể kết hợp với nhau. Với Iggy, Violet cùng với Omega thì khả năng ép trụ đường dưới của họ sẽ là cực kỳ ấn tượng, nơi mà Omega làm choáng trụ rồi sau đó những cú bắn từ xa và thêm những cú thả hỏa bạo áp lực nữa của Iggy sẽ giúp cho bên phía đội tuyển GG Live khiến cho xạ thủ HQ rất là khó chơi ở trong ván thi đấu này. Mặc dù là sử dụng cho mình đó là con bài Elsu với sải tay dài đi chăng nữa thì những tình huống áp sát tới từ bên phía đội tuyển GG Live cũng sẽ tạo ra một cái áp lực vô cùng lớn vào vị trí của xạ thủ HQ. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã, tôi có thể nhìn thấy một vài bạn khán giả như là bạn Lam Bot, bạn Lý Hưng có hỏi là đăng ký thế nào. Có lẽ là với việc mà các bạn khán giả liên tục tương tác với lại kênh chat, đặc biệt là ban pick các thứ, tôi nghĩ rằng là bạn có một niềm đam mê khá lớn với đấu giải. Thế nên Tứ Vương Đại Chiến là một trong những giải đấu bạn hoàn toàn có thể tham gia, bởi vì nó hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ cần có team thôi, và cũng có cả sự tự tin, có cả những cái niềm đam mê nhất định thì có thể tham gia được. Và nếu như các bạn muốn tham gia thì có thể liên hệ thông tin chi tiết tại trang đó là liênquân.garena.vn, và cũng hoàn toàn có thể tìm ở trên các fanpage của Garena Liquid Mobile lẫn cả cao thủ Liên Quân nữa, bởi vì trên đấy tôi cũng thấy có đăng.
Và ở trong mùa năm nay tôi thấy là sau khi mà đội Hà Nội tại mùa gần nhất vừa vô địch tứ quân đại chiến thì tỷ lệ đội các đội tuyển đến từ Hà Nội đang đăng ký tăng vọt, đang là top 1 ở thời điểm hiện tại với hơn 30 đội đăng ký rồi. Nên vì vậy nếu như các bạn khán giả ở những, tôi nghĩ rằng ở tỉnh khác chẳng hạn, thì có vẻ là cái sự cạnh tranh nó sẽ nhỏ hơn một chút. Còn lại nếu như ở Hà Nội thì các bạn, tôi nghĩ rằng trai hát một chút, phải trai hát một chút, sau đó thì cũng phải lập team và hiểu nhau rất là nhiều để có thể cạnh tranh trong khoảng vài chục đội ở Hà Nội. Nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng sẽ là một trải nghiệm rất là đáng nhớ, bởi vì chúng ta thực tế hóa từ việc xem giải sang việc đấu giải thì các bạn sẽ hiểu được hơn cái cảm giác thi đấu của tuyển thủ và cũng có được cả những cái trải nghiệm mà không phải ai cũng có được. Đúng là như vậy, các bạn hoàn toàn có thể tham gia vào giải đấu tứ phân đại chiến mùa xuân năm 2024, bởi vì chỉ cần có team thôi, có thể là các bạn trải nghiệm thôi. Các bạn không cần phải theo con đường chuyên nghiệp về sau, nhưng bạn trải nghiệm và các bạn hiểu được cái cảm giác đánh giải nó căng thẳng như thế nào. Và biết đâu tương lai các bạn lại được những đội tuyển lớn mời gọi về như là Zert ở trong ngày thi đấu hôm nay chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể sẽ được trở thành một tuyển thủ của Đấu Trường Danh Vọng và sánh vai với các cao tuyển thủ vừa giàu kinh nghiệm lại còn vừa có độ nổi tiếng tại mùa giải năm nay hoặc là mùa giải sau đó nữa. Nhìn chung thì tứ phân đại chiến là một cái cơ hội quá tốt để cho các bạn khán giả có thể thử bản thân mình, thử sức xem là mình đang ở đâu. Còn quay trở lại với cả cuộc chiến này giữa GDLive cùng với cả BDS thì hai bên đã xong giai đoạn cấm và chọn đầu tiên. Họ vẫn là những vị tướng như vậy thôi, vẫn sẽ là Ignis, Dena cùng với Elsu tới từ BDS. Còn với các thành viên của GDLive đó sẽ vẫn là Iggy, Violet cùng với Omega. Đối với cặp phân cấm thứ hai, BDS cấm đi cho mình hai con bài đi rừng của đối phương sẽ là Elandor cùng với cả Oi. Còn với GDLive họ cấm Kira, và liệu rằng vị tướng cuối cùng có phải là một con bài đi rừng như kiểu là Nakroth nữa hay không? Kira đã bị cấm đi, Nakroth trận này tôi nghĩ rằng không quá cần thiết phải cấm, bởi con Omega có thể chơi được. Sau đó thì là con Malok, con bài Malok bị cấm đi sẽ là vị tướng cuối cùng ở trong lượt cấm của hai đội tuyển. Bây giờ là BDS với sự lựa chọn hỗ trợ và sự lựa chọn đi rừng. Đi rừng bị khép góc khá nhiều rồi, khá nhiều vị tướng đi rừng bị khép góc rồi, nhưng cũng hoàn toàn có thể để lại rừng sau. Hỗ trợ được chọn trước cũng được. Tôi nghĩ rằng ở trong sự lựa chọn thứ tư này, rừng trước hoặc là hỗ trợ trước đều ok, vị tướng nào cũng được, bởi vì nó sẽ có nhiều những cái phong cách đánh khác nhau. Nếu bạn chọn rừng sau ở trong đó này thì bạn sẽ thi đấu nửa trên với lại Yena nhỉnh hơn. Còn nếu như bạn chọn hỗ trợ sau thì bạn sẽ hỗ trợ tốt hơn cho Elsu, bởi vì Elsu có sải tay dài thì cũng khá là dễ đè được. Và các thành viên bên phía BDS quyết định là lựa chọn cho mình Quick Nhắc ở trong ván thi đấu này để cho River kết hợp cùng với Yena tạo ra một bộ đôi dấu sát thương dành cho các thành viên của bên phía BDS. Trong khi đó với GDLive, hai sự lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là gì đây? Các bạn khán giả, các huấn luyện viên online có thể đưa ra những cái nhận định của mình về việc lắp ghép hai con bài cuối cùng trong đội hình của bên phía GDLive. Họ đã có xạ thủ hỗ trợ cùng với cả người trên đường giữa rồi, nên bây giờ sẽ đường trên và đi rừng. Quyết định của bên phía GDLive là pick vào con bài Ryoma và Nakroth. Ryoma và Nakroth sẽ dành cho Ray và Bridget. Đây là hai sự lựa chọn để mà nói đi đường thì không quá thua, nhưng càng sau về lâu về dài thì sẽ có phần nhỉnh hơn cho hai chất tướng của bên phía đội tuyển BDS. Trong khi đó với BDS, lựa chọn cuối cùng của họ dành cho Double N để đối đầu cùng với Omega trong tay của Tama. Và quyết định của Double N sẽ là vị tướng nào? Bây giờ nếu như muốn ngăn chặn vào con bài Omega này thì cần phải có những vị tướng có thể giải khống chế tốt. Và Chauna liệu rằng có phải là một cái phương án dành cho bên phía BDS không? Cuối cùng không phải rồi, đó sẽ là Senel dành cho Double N. Senel đánh với Yena trận này à? Senel đánh với Kriknak thì không phải là một cặp phối hợp quá thơm. Senel đánh với Yena ở trong trận đấu này, Yena bọc vào và đánh một cách thổ báo đến từ Tarikti. Bây giờ thì Yena đã bị giảm sức mạnh. Chúng ta đều thấy rằng dạo gần đây có vẻ Yena combo khá khó để hạ gục ngay lập tức đối thủ, nhất ở thời điểm giữa game, nơi mà nếu như đối thủ lên một vài cái giày kiểu giày hộ vệ thôi thì Yena đã bắt đầu hơi khó khăn ở trong việc hạ gục đối thủ rồi, nhất là khi mà Yena còn phải lên semi nữa. Nên bây giờ Tarikti sẽ được hỗ trợ thêm một lớp giáp tạo ra một khả năng hồi phục đến từ con Senel, và có thể sẽ là một Yena full down đến từ Tarikti để băng vào để làm tiền tuyến, sau đó thì những người ở phía sau sẽ hỗ trợ gây đam, có lẽ sẽ là như vậy. Trong đó thì ở phía GDLive trận này về mặt counter để mà nói rằng trận này GDLive thực ra cũng không bị counter lắm. Tôi cảm thấy con Omega trận này khá bất bại, chưa thấy có nhiều sức ảnh hưởng lắm. Elsu thì lại sợ Iggy, mà Elsu đối đầu với Violet thì chúng ta thấy dạo gần đây Violet cũng chẳng sợ Elsu lắm. Có vẻ như là bên đỏ vẫn đang là chưa, bên Patrick nó chưa quá mượt tay đến từ Grab ở trong ngày hôm nay. Đúng là bên phía đội tuyển BDS đang chưa có những con bài để counter Patrick đối phương khá là nhiều, mặc dù họ đã ở phần sân màu xanh hai lần ở trong ngày hôm nay rồi. Nhìn chung thì ở trong Patrick này thì hoàn toàn bên phía BDS có thể lấy cho mình đó là Chauna để khắc chế những pha lao vào đẩy của Omega, hay là những vị tướng
xạ thủ theo kiểu là gây ra sát thương chuẩn chẳng hạn, như kiểu là Hayate cũng là một cái phương án hay. Nhưng cuối cùng thì bên phía đội tuyển Bexar quyết định là lựa chọn một đội hình mà họ cũng không có quá là nhiều những con bài khắc chế vào những Violet hay là Omega, và thậm chí là cả những Ryoma của Brigitte trong bán thi đấu này gần như là sẽ được chơi một cách khá thoải mái trong những cái bước đi của mình. Một lần nữa chúng ta được nhìn lại 5 con bài sẽ được sở hữu bởi mỗi bên. Và bây giờ sẽ là ván đấu thứ 3, có thể là ván đấu cuối cùng của đội tuyển Bexar trong ngày thi đấu hôm nay. Ván đấu thứ 3 rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bước di chuyển đầu tiên. Tama và đồng đội tiến ra ở giữa khá nhanh. Tuy nhiên thì HQ đã nhìn thấy đâu đấy. HQ cũng đứng đây để có lẽ chuẩn bị tung ra một cú ngắm bắn. Anh ta sẽ ngắm vào ai đây? Hai xạ thủ trong trận này đều mang luyện kim. Hoàng Tây như vậy là chưa kịp tung ra cú bắn thường khi mà HQ vẫn đang ở trong trạng thái tàn hình. HQ giúp dừng cho River, còn ở nửa trên thì bị cướp mất rồi. Họ đang bị cướp. Bên phía của Zilai tiến vào đây, ba người cuốn tung khá tốt đến từ vị trí của Double End, và người yêu máu đó là Gray. Gray vẫn chưa nằm ra vòng, Gray thậm chí là có được cả một điểm bao gồm cả chiến công đầu TH trước đó. Một cú lãi quá lớn đến từ Zilai. Gray đã trừng trị thành công con bùa đỏ, và sau đó anh ta quay lại với những nhịp đánh thường. Bùa đỏ có thêm một chút sát thương nữa khiến cho Tarikti cùng với cả Double End mặc dù đã rất nỗ lực trong việc giữ lại con bùa đỏ nhưng không thành công. Và River lúc đó ở đâu? River lúc đó thì đang pha bùa xanh, đang pha bùa xanh, thế nên anh ta không lên kịp. Và qua đó thì Bexar vừa mất bùa đỏ, vừa mất đi hai điểm cuộc đầu tiên bao gồm cả chiến công đầu TH nữa, thì đây sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho Bexar. Một con Akros vừa cướp được bùa lại còn vừa sống được, vừa ăn được mạng. Quá hời đến từ Gray ở trong ván đấu này với Akros rồi. River thì lại một lần nữa sẽ phải chơi thiếu bùa giống như Aoi ở ván đấu trước. Quicknack thì rất cần ở thời điểm đầu game, tạo ra nhiều sự đột biến, tạo ra nhiều những tình huống tham dự về đam sát thương. Và anh ấy nếu như bị chậm hơn Nakroth thì đó sẽ là một lỗ thế. River chưa lên được 4 và có lẽ trong tình huống này phải chọn mục tiêu xe ra thôi. Nhưng mà Zilai sẽ có mặt rất đông ở đứng dưới. Có lẽ là ở trong tình thi đấu vừa qua thì tôi đã hỏi lộn người, phải hỏi rằng là Zerg đang ở đâu, đúng không? Khi mà anh ta đẩy ở khu vực đường giữa thì anh ta cần phải có những nhịp tiếp ứng đồng đội của mình. Thì Zerg đã ở đâu ở trong tình huống thi đấu vừa qua để cho Tarikti cùng với cả Double End giao tranh rất lâu rồi? Thì River và Zerg mới tới. Qua đó thì bên phía Zilai có nhiều lợi thế quá. Và sau khi có được chúng mình đó là con rồng này, khả năng cao sẽ là một pha cướp bùa tiếp tới từ bên phía Gila hay chăng đây. Tama đẩy lùi được các thành viên bên phía đối phương bảo bạn là rất đau. Tới từ vị trí của đó là NTGG, không, quyết định của bên phía Gila cướp bùa đỏ. Họ có tham minh thời gian ra bùa đỏ của bên phía đối phương và ở thời điểm này thì không thể chống đỡ được. Zerg cùng với Tarikti lao vào đó Tarikti. Anh ta sẽ có thêm cả sứ mệnh như thế nữa, đẩy lùi một người đó là Tama. Bây giờ River đã tới. River chọn ai là mục tiêu đây? Lao thẳng vào người của NTGG khiến cho Gray phải bật đường số, sau đó Capuchin không đủ đam. Tốc biến chạy về, thế bách biến là không đủ. Và như vậy sẽ là 2 điểm cùng dành cho Bexar. Và có cướp lại ngược con bùa xanh hay không đây? Có cướp lại ngược bùa xanh ở trong tình huống này hay không đây? Hay là trước đó thì Gray đã không? Đây rồi, bùa xanh ra đây rồi. Và Gray thì đã cũng đã sống dậy, có lẽ là không đủ thời gian cướp lại rồi. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng là tình huống thi đấu vừa rồi của Tarikti tưởng là không hay, nhưng là hay không tưởng thì anh ta câu được quá nhiều thời gian. Và cả cú sức mạnh có thế của Double End nữa. Đúng là cặp đánh chính ở trong trận này đã phát huy tác dụng, và đó là cú phản công tuyệt vời. Black Sarus đòi lại tất cả những gì họ đã mất ở trong thời điểm đầu game. Black Sarus đã có một tình huống mà Tarikti thể hiện được cái sự quyết đoán của mình với con bài Yeda. Khi mà anh ta có độ trâu khi chuyển sang dạng đại đào và kết hợp cùng với cái sức mạnh cứu thế của Double End câu kéo trong một khoảng thời gian quá lâu để khiến cho Gray mặc dù cũng đã rất nỗ lực để lùi về nhưng không thành công. Ngoài ra thì River lần này cũng đã có bắt kịp thời để tạo ra nhiều áp lực hơn vào người của NTG. Đây là pha là bảo tới từ River, bắt được Hoàng Thế Đề, tốc biến là rớt nhưng pha tốc biến này hơi thừa thì phải. Nói chung là Zerg thì vẫn có lẽ là bản thân của Zerg sẽ cần phải try hard quá nhiều ấy, rất là nhiều về cái khả năng sử dụng chiêu thức của mình, quyết định đánh của mình. Đôi khi bị tự tin quá hoặc là đôi khi thể hiện cái bản thân mình quá thì nó cũng không quá hiệu quả. Nhiều trận như vậy rồi chứ không phải là riêng tình huống tốc biến vừa qua. Nên anh ta cần phải có được cái sự bình tĩnh giống như cách mà anh ta thi đấu tại Tứ Vương Đại Chiến. Lúc này Zerg đã có mặt ở đường dưới để hỗ trợ cho HQ của Double End đẩy rất nhanh tên lính này, và nó cũng giúp cho vòng đi rừng của River ít bị ảnh hưởng hơn với những tình huống nhìn bùa của Tama. Nhìn chung thì sau pha giao tranh vừa qua, bên phía Bexar cũng đã phần nào đó quay trở lại ở trong ván thi đấu này rồi. Lượng tiền đang là cân bằng tới từ cả hai bên. Nằm cốt chính là Tarikti cùng với cả Elsu trong tay của xạ thủ HQ thì đều đang có được một cái đoạn đầu game farm là khá tốt, không thua thiệt nhiều so với cả các thành viên của bên phía đối phương.
Trong khi đó với GG Line, đội hình của họ thực ra là nếu như không đánh mạnh được thì họ cũng không cần phải đánh quá sớm gì cả. Nhưng đội vào tới từ River tốc lên đó là xạ thủ HQ. Thêm một nhịp zone down với ông chủ quỷ. Cú bắn này của HQ không được rồi. Một pha xử lý hay của Tama. Tama đẩy lùi thành viên của đối phương nhưng có quá nhiều người của Black Sirius ở đây và như vậy Hoàng Đế phải lên bàn điểm số. Tama đã cố gắng giữ lại cái trụ này nhưng không thành công. Một trụ dành cho Black Sirius nhưng đổi lại ở cánh trên. Tahiti cũng sẽ bị mất trụ bởi áp lực được tạo ra tới từ ba thành viên của GG Line. Bên phía BNS rất quyết tâm để có thể hủy diệt đi Hoàng Đế khi ngày hôm nay đang là phong độ rất cao đến từ Hoàng. Tuy nhiên thì tình huống hủy diệt vừa rồi nó cũng vấp phải sự truy cản tương đối gắt đến từ Tama. Chỉ tiếc cho Tama rằng trong tình huống xử lý vừa rồi thì anh ta chưa kịp lấy đi một cái chuyển sinh đến từ River hoặc một bạn nào đó. Nhưng nó cũng câu được rất nhiều thời gian để cánh trên của Bridget lấy được cái trụ. Quân bình về trụ thôi. Nhưng Black Sirius đang vượt lên về điểm gục. Có lẽ ở thời điểm này họ cần phải vượt lên thêm cả mặt lượng tiền nữa để có thể thực sự trở lại ở trong game đấu thứ ba này. Dòng đất ăn đến từ gì này, họ có rất đông người và hơi khó cho BNS để có thể cai hết con dòng này rồi. Mọi thứ vẫn đang là khá cân bằng khi mà bên phía Black Sirius họ lựa chọn cho mình mục tiêu dễ dàng hơn. Đấy là con tà thần Caesar. Mục tiêu thì đang cân. Số điểm mà gục thì bên phía BNS cũng chỉ hơn một điểm mà gục so với cả GG Line mà thôi. Quan trọng là họ cần phải giữ được cái trụ ở khu vực đường dưới và đường giữa càng lâu càng tốt để cho thế trận phần nào đó được kéo giãn ra và những thành viên chủ lực của họ có thể được farm thêm đồ. Bên cạnh đó thì Tahiti cũng cần phải được có khoảng trống để di chuyển khi mà Tahiti mỗi lần lao vào của anh ta sẽ có độ hiệu quả có lẽ là cao hơn so với cả người chơi đi rừng River của mình tại thời điểm này. Đây là pha thi đấu mà Tahiti cùng với River có thể lao thẳng vào người của Tama. Nhưng Tama đi cũng khá là dè dặt thôi. Anh ta không lên cao. Thế nên là bên phía đội tuyển Black Sirius cũng chưa thể làm vào được. Bắn tốt này, combo tốt cả, thêm cả rớt nữa, Gray tới. Nhưng cú chém nguồn cơn rắc rối đã tìm thẳng vào double end. Nó chưa đem lại nhiều rắc rối cho đối thủ. Bridget thì đang chưa thể hỗ trợ đồng đội được khi mà anh ta nãy giờ chỉ đảm nhiệm vai trò đẩy lẻ để kéo giãn đội hình ở phía bên kia mà thôi. Tarity khá chiến với Yenagui. Và lúc này thì bên phía BNS họ bắt đầu có vẻ bị kéo giãn ra sau những tơ lính đẩy cao của đội tuyển G-Line. Và G-Line tạm thời giải tỏa được áp lực ở đứng giữa. Ray cũng đang đẩy rất cao ở đứng dưới này rồi. Có kịp có trụ hay không đây? Không kịp. River đã đến kịp. Như vậy chúng ta đang nhược nhìn thấy một thế trận nó cởi mở hơn rất nhiều so với những đấu trước khi BNS đang rất quyết tâm để chơi đôi công với đối thủ. BNS có một line up mà họ có thể làm được điều đó. Rõ ràng với những con bài như là Yena, như là Elsu hay là Xdit thì cái áp lực tạo ra trong những pha giao tranh của bên phía BNS phải cần có sự vượt trội hơn so với G-Line ở trong quãng thời gian đầu game này thì họ mới có thể tạo ra được nhiều lợi thế ở trong quãng thời gian cuối của ván đấu. Tuy nhiên, hiện tại thì những con bài chủ đạo của bên phía G-Line như là XG, Valet hay thậm chí là Nakroth trong tay của Gray thì gần như là không bị đụng tới. Và qua đó thì G-Line đang sở hữu một cái lượng tiền là vượt trội hơn dù không quá nhiều nhưng nó nằm ở trong những người chơi chủ lực. Và ở thời điểm này thì bên phía Julia cũng đã bắt đầu chiếm được cái tầm nhìn ở phần đường sông rồi. Và ở đường dưới thì Tarity bị quay bắt bởi hai thành viên bên phía đối phương nhưng có sứ mệnh cứu thế. Tarity quay trở lại một nhịp quả cầu băng xương của Bridget outplay và như vậy sẽ để một cú tiếp theo. Điểm cú thứ ba dành cho đội tuyển Julia. Muốn phản công đó là BNS nhưng không được, một pha hất tung không thành công với truyền thần lực của Double N. Như vậy là Tarity đã chiến quá rồi và anh ta say máu quá rồi. Nhưng Bridget có vẻ như cũng là say máu quá. Bridget cũng sẽ nằm xuống. Người trên đường Caesar đang hơi chiến ở trong ván đấu này và cả hai người đều nằm xuống sau những tình huống thi đấu quá tự tin của mình. Trước đó là Tarity khi bị outplay bởi băng xương của Bridget, còn vừa qua thì Bridget đã nhìn thấy quá đông người của đối thủ sau khi mà anh ta combo hết chiêu của Ryoma và một đổi một. Nhưng G-Line bây giờ vẫn đang được thi đấu một cách tương đối cao ở những đường cánh. Nakroth cướp thêm một con bùa xanh. Hoàng Tede đẩy cao cánh trên, sau đó Nakroth lại quay xuống đẩy cao cánh dưới. Thế thì như vậy vẫn là lời dành cho G-Line. Đó là lý do tại sao lúc này nhịp tiền của G-Line vẫn đang là nhỉnh hơn so với lại những gì mà Black Sirius đang có. G-Line chơi đội hình là khá hay khi mà họ chỉ để cho Tama và NTGG ở khu vực đường giữa là quá đủ để phòng ngự những pha đẩy vào của bên phía BNS. Hai cánh còn lại được đảm nhiệm bởi Hoàng TD và Gray thì luôn luôn được đẩy cao khiến cho đội hình của bên phía BNS gần như là không thể có những tình huống tích lũy được cái nguồn tiền trong thành viên chủ lực của mình. Bây giờ thì BNS đang muốn dồn người ra khu vực đường giữa này nhưng băng trụ với một con bài Omega không hề dễ. Họ chỉ tạo ra áp lực thôi. Và nếu cứ mất thời gian như vậy thì những cái đường cánh của bên phía đội tuyển G-Line càng ngày càng xanh xao hơn. Bridget cũng đang có phần vượt trội hơn so với cả Tarity trong khoản đẩy đường. Và nếu cứ như thế này thì có vẻ như là sẽ khó khăn rất nhiều dành cho Black Sirius ở trong quãng thời gian cuối game khi mà bể tướng cuối game của họ cũng không hề mạnh. Bây giờ là con Caesar bóng tối còn đang được ăn đến từ Black Sirius. Đây là một động thái cần thiết. Họ không thể để cho con Nakroth đẩy lẻ quá dễ được. Họ cần phải có một đường hỗ trợ bởi đại lộ Caesar đến từ con hảo Caesar và sau đó là dùng 5 người để giao tranh thắng. Nếu tầm này mà nếu như BNS không giao tranh thắng mà cứ để cho đối phương đẩy lẻ, đúng là lượng tiền nó cứ đến với bên phía của G-Line thôi. Nakroth của Gray và Bridget vừa lên được một món đồ giống nhau, đó là thương khung để tránh những cú combo của Yena và pha sốc đam của Kricknack. Đó cũng là một điều đáng lưu ý đến từ BNS trong những tình huống giao tranh. Họ đã có những món chuẩn bị cần thiết và qua đó thì bên phía đội tuyển
Gigi Lai cũng sẽ tự tin hơn trong những nhịp lao vào giữa vòng vây của các thành viên bên phía đối phương. Đây là Tama làm choáng những cái trụ ở cung đường giữa này, đang bắn đấy là Hoàng TD nhưng bắn chưa kịp để lấy được cái trụ, nhưng đổi lại thì đội cướp được con bờ xanh để pha bóng đầu tới từ River lao thẳng vào thêm vào sứ mệnh cứ thế nên lào River là yếu quá, River là quá yếu. Đúng là cái nhịp băng vàng của anh ta trúng vào người của Hoàng TD thật, nhưng xung quanh Hoàng TD thì còn có nhiều những cái vệ tinh để hỗ trợ cho anh ta, và nhịp băng vào vừa qua của River là không thành công. Anh ta cũng ngay lập tức bấm cho mình cái chuyển sinh có lẽ là cuối cùng ở trong ván thi đấu này để có thể quay trở lại, nhưng River đang solo kill với Gray không lại rồi. River mất nhiều máu quá, rất may là anh ta vẫn lùi về được. Hôm nay Naklot đã có cấp độ 14 rồi. Đã có cấp độ 14 rồi và River mới chỉ là vừa nhảy lên 13 mà thôi. Thậm chí Gray cũng đã lên 15. Gray có lẽ cũng đang hướng tới món đồ tiếp theo, có thể là một cái thanh kiếm hoặc là một cái nanh Fenry. Món đồ tiếp theo của anh ta cũng chưa biết được, nhưng đây là một Naklot full down không cần giày. Thế tầm này solo với Krik Nak, có lẽ Krik Nak khó thật. Không làm cách nào để có thể hạ gục được Gray khi mà cái thư khung được lên từ quá sớm. Khó, rất khó cho River. Thì mà anh ta thường xuyên là người phải băng vào đầu và cũng dễ dàng bị hạ gục bởi các thành viên bên phía G-Line. Có lẽ là Tariti cần nhiều khoảng trống hơn để thực hiện những pha mở giao tranh. Tariti thì sẽ có một cái độ trâu hơn một tí so với cả vị trí của Krignac trong tay của River. Nhưng từ nãy giờ thì Tariti đang còn bận lo đẩy đường bởi vì cái áp lực được tạo ra tới từ hai cánh của bên phía đội tuyển G-Line là quá tốt ở trong quãng thời gian vừa qua. Bridget cùng với Hoàng TD luôn luôn đẩy cao lính ở tất cả các đường cánh. Còn ở khu vực đường giữa thì NTCG và Tama vẫn làm hay trong những cái nhịp duy trì thế lính của mình. Qua đó thì bên phía Bexalus vẫn đang chưa thể tìm kiếm được một cái phương án để bắt vào thành đường bên phía đối phương. Tariti đứng ở một cái góc là khá tốt, tuy nhiên Tama đã ngay lập tức phát hiện ra anh ta. Bây giờ Gray thậm chí cướp được con bồ xanh này. Ôi băng vào quá nguy hiểm, River. Một tình huống mà cố gắng ăn con bồ xanh, tôi nghĩ rằng là nó cũng không phải là quyết định hay đến từ River, mất cả một cái sứ mệnh cứu thế. Và thật may là sứ mệnh cứu thế nó cũng không phải là hồi, chưa kịp hồi khi mà con Seja bóng tối tiếp theo xuất hiện, chỉ nếu không nó là một khoản lỗ rất lớn đến từ Black Sarus. Cú bắn hay đến từ HQ. HQ thỉnh thoảng vẫn đang tung ra những cú bắn rất đau vào người của NTGG hoặc Hoàng TD, nhưng sau những cú bắn đấy thì lại không phải là River băng vào, mà River vẫn đang thi đấu một cách tương đối đơn độc với những tình huống xử lý cá nhân. Và bây giờ thì một mình anh ta đang ở cánh dưới, quá khó để phòng ngự. Một cái trụ thứ hai sẽ có dành cho G Lai ở cánh dưới này. Đây đã là cái trụ thứ tư dành cho G Lai ở trong ván thi đấu này rồi. Và Double End lập tức lùi về với trụ thần lực. Tama muốn truy đuổi nhưng không thành công. Trong khi đó với Tariti, anh ta muốn nhịp lướt vào đổi sang dạng đại đao. Một cú hỏa bạo tung ra quá đau vào người của HQ cũng như là Zerg, khiến cho đội của Bexer lập tức phải lùi về. Trong đội của bên phía BS, nếu như muốn mở giao tranh thì cần phải có những góc đẹp, bởi vì là những cú lướt của Tariti hay là những cú chiêu cuối của River thì cần một cái khoảng cách là khá gần, nên là bên phía Baxter đang chưa thể tạo ra được nhiều cái sự đột biến ở trong quá thời gian vừa qua. Bây giờ thì là Seja bóng tối đã xuất hiện rồi. Tiền đang ao khoảng 2.500 tiền. Một lô tiền không phải là không thể thi đấu. Tuy nhiên thì BS cần phải bình tĩnh hơn, đặc biệt là River. Bởi vì hiện tại thì con Krignac không phải là con tướng dễ chơi nữa rồi. Đó là lý do tại sao bây giờ nó không phải là con tướng hàng đầu như ngày trước nữa. Nó phải đi theo bài khá nhiều. Trận này thì có sự bảo hộ đến từ sớm như thế, nhưng bây giờ lượng đam của River đang là rất ít ỏi thôi. Tama một mình anh ấy quấy được ở trên hang Seja này, ném ra hỏa bạo rất đau đến từ NTGG và cả những hỏa cầu nữa. Tama bắt đầu bóng vào, giờ vẫn còn anh Tariti combo một Bridget, nhưng như đã nói có thương khung mà không thể nằm được. Người nằm xuống đó là Tariti, nhưng ở phần còn lại thì Tama cũng đã nằm khi mà anh ấy câu quá lâu. Gray cũng đã hạ gục thêm cả River và như vậy vẫn lại 1-2 dành cho bên phía của GG Live. Nhưng bên phía Black Sun Sport họ có cho mình đó là con hào hảo Seja vừa qua. Thế nên là họ cũng sẽ ngăn cản phần nào đó cái nhịp đẩy của GG Lai trong quãng thời gian này. Nhưng anh ấy chưa hồi sinh thì GG Lai họ vẫn có đủ người cũng đứng dưới và có thể là một chuyện cấp hay chăng đây vẫn chưa. Double End đã ra, Zerg cũng có những chiêu thức của mình để người dọn dẹp lính. Như đây là vào tới từ vị trí của Gray. Rất nhiều sát thương được tạo ra tới từ Gray, vẫn còn có xe lính. Và như vậy sẽ là một lý siêu cấp dành cho bên phía đội tuyển GG Lai. Người cầm thì chưa hồi sinh, người cầm thì chưa hồi sinh con Seja đấy, nên vì vậy không thể cản được đối thủ ăn một cái trụ siêu cấp. Và cũng hơi may cho Double End là vừa rồi thì Hoàng TD cũng bắn một tình huống pháo đại, nó cũng hơi mù mắt một xíu khi mà anh ấy bắn đằng sau, chứ không phải là bắn thẳng vào mục tiêu, đó là Double End. Nhưng một trụ siêu cấp nó vẫn là một yếu tố quá lợi, quá có lợi dành cho đội tuyển GG Lai rồi. Bây giờ thì con Seja được thả và nó thả đường giữa. Nếu như thả như thế này, tôi nghĩ rằng là Violet với Ikki thoải mái phòng ngự. Sau đó thì đường cánh Gray sẽ được đẩy và giải quyết những con Seja tiên phong. Bởi vì Vest với khi mà họ đã thả đứng giữa như này thì họ buộc phải chơi xoay quanh con Seja. Nên vì vậy tôi nghĩ rằng đây là cú thả nó mang tính nó cũng hết thời gian thì phải. Thế nên nó cũng không thể tận dụng được con Seja bóng tối này. Dexter có lẽ đã quá bế tắc rồi. Họ không thể thả con Seja ở một đường cánh để tận dụng con Seja này ép được vào những cái trụ thứ hai của bên phía đối phương, nên quyết định của họ thả luôn đường giữa cho đỡ phí.
và các thành viên ở bên phía đội tuyển G-Line vẫn đang là đội chiếm một cái quyền kiểm soát một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Đã là 5.000 tiền chênh lệch dành cho G-Line ở thời điểm phút thi đấu thứ 14 rồi. Đây là một lượng tiền quá tốt để giúp cho G-Line tạo ra được một cái sự lợi thế trước khi con tà thần xây ra bạo chúa xuất hiện. Tama tìm thấy River, bật bại River quá. Lập tức bật chiều cuối lên và lùi về, vẫn chưa có phương án để giải quyết con bài Omega trong tay của Tama. Nhưng có lẽ là Tarikti sẽ cần phải làm nhiều điều hơn. Anh ta cần phải né được Omega, lao thẳng vào tuyến sau như là tình huống ban nãy để có thể xúc sát thương vào người của NTTG hay là Hoàng Tiền Đề. Đó là nhiệm vụ cần thiết phải làm đến từ Tarikti. Trận này anh ấy buộc phải là một nhân vật chính với con Yena, một con tướng có rất nhiều kỷ niệm với thằng bé nhỏ rồi. Double N cũng sẽ cần phải rất nhanh nhạy trong những tình huống sử dụng sứ mệnh cơ thể của mình. Như vậy là con sẽ ra xuất hiện ở đường dưới. Con sẽ ra xuất hiện ở đường này là một cái đường tôi nghĩ rằng là khá ổn dành cho BDS. Thứ nhất là họ có thể tiện đét luôn tên lính đường siêu cấp của đối thủ. Thứ hai là họ cũng có thể tiến ra hang một cách dễ dàng mà không phải lướt qua phía bên kia bờ tường. Đúng là các thành viên bên phía Black Sirius sẽ có một chút lợi thế trong việc con sẽ ra bạo chúa xuất hiện ở khu vực đường dưới này. Tuy nhiên nói là lợi thế thôi, họ vẫn đang ở trong thế thua và họ vẫn đang thua tiền. Thế nên là nếu như quá cố gắng để giữ lại hang xe ra bạo chúa thì đôi khi đó sẽ là một cái bẫy mà G-Line răng ra ở thời điểm cuối trận này. Tuy nhiên Black Sirius thì không thể bỏ được, chắc chắn là không thể bỏ được. Mất đi xe ra đồng nghĩa với việc là họ sẽ tự dâng ván đấu thứ 3 dành cho bên phía G-Line. Double N cùng với xã thủ HQ bắt đầu có những bước tiến ra để đặt những cú ứng chạm trách tầm nhìn của bên phía đội tuyển G-Line. Tama đang bị giữ chặt ở đây. Tama là quá trâu, hất tung không thành công tới từ Double N. Xạ thủ HQ cũng như là rớt hình như là đã có những món trang bị khá phép rồi. Nhưng là những cú hỏa bạo tới từ NTG bây giờ không còn đủ thấm nữa. Không còn thấm nhiều, nhưng cú bắn của Hoàng TD sẽ là thấm đấy. Nhưng bắn của Hoàng TD khi combo đó là diệt thần cung của Vân Anh đã có thì nó sẽ là rất thấm. Và đây là thời điểm rất quan trọng, Tarity bắt đầu đẩy lẻ là khá tốt. Chúng ta có thể thấy rằng là khi con sẽ ra sự đường này thì BDS khá tiện để phòng ngự luôn tên lính siêu cấp. Họ không bị đối phương kéo giãn ra, đường lính đường trên là lính ngang nhau, còn đường lính đường dưới thì lại được phòng ngự. Nên trận đấu đang được kéo giãn ra, đang được câu thêm thời gian dành cho Black Sirius. Chỉ cần đạt đến mốc hơn 50.000 tiền một chút, tôi nghĩ rằng đó là lượng tiền đủ ổn để Black Sirius tạm thời quên đi khoảng cách, vì họ sẽ có đủ những món đồ tấn công. Lúc này Tarikti đang tới từ bên đông và Tarikti bước thêm một bước nguy hiểm nữa thôi thì anh ấy sẽ nằm. Trong khi đó Hoàng TD cú bắn vẫn đang tương đối uy tín. Tuy nhiên những cú bắn của xạ thủ HQ cũng là uy tín luôn khi mà anh ta liên tục có những pha ghim đạn vào người của Hoàng TD, khiến cho người chơi xạ thủ của bên phía đội tuyển G-Line bây giờ chỉ có một nửa cây máu mà thôi. Tuy nhiên có vẻ như là Hoàng TD có món trang bị hồi máu, hút máu, thế nên là anh ta cũng sẽ ngay lập tức quay trở lại với những người đồng đội của mình. Còn với cái thành viên của Black Sirius, việc để cho Yena của Tarity đẩy lẻ bây giờ là quá hợp lý này. Bởi vì nếu như mà Yena solo thành công Gray thì đó sẽ là một cái lợi thế rất lớn để cho Black Sirius hướng tới cho mình, đó là con tà thần xe bạo chúa. Và Tarity đang cố gắng đứng bụi, anh ta đang cố gắng đứng bụi để phòng ngừa một trường hợp là Gray lên và mà đi lạc một phát thôi, thì đó sẽ là cơ hội dành cho Tarity để mở ra cơ hội dành cho Black Sirius ở trong quãng thời gian cuối của ván đấu này. Tarity đang lên đồ mà tôi nghĩ rằng nó cũng nhiều đam nhưng mà nó chưa phải là quá tối ưu. Với cá nhân tôi cho rằng như vậy mới cứ Buramasa, bởi vì nhiệm vụ ở trong trận này Tarity là băng vào tuyến sau, nhưng cũng cần thiết phải băng vào tuyến trước làm gì cả. Trong khi đó thì Bridget lên full đam, Gray lên full đam, thế nên Buramasa nó cũng không phải là món trang bị nó gọi là quá tối ưu. Nếu là một cái thương xuyên vá chẳng hạn, nó giúp cho anh ta vừa tăng tốc độ di chuyển ngoài giao tranh để lên ép đường nhanh hơn, mà băng vào thì sát thương gây ra nó cũng rất là nhiều, với khả năng trừ thẳng chỉ số giáp chứ không phải là trừ theo phần trăm. Tuy nhiên thì chúng ta phải chờ đợi xem là Tarity có lẽ là cũng phải tiết kiệm đồ, bởi vì cái Muramasa nó cũng rẻ để anh ta có thể lên được món đồ cuối. Bridget mất khá nhiều máu khi đây là một River cooldown của River vào rồi chém một cái rắc rối là quá đau. Mất đi do vậy trên người của River đổi sang được một cái liềm và River vẫn lùi về được. Tarity đã đến với những cái đồng đội nhưng đó là đã kết thúc giao tranh rồi. Lượng máu của BS mất đi quá nhiều và đây là thời cơ để cho G-Line ăn được con xe ra bạo chúa này. G-Line có thể ăn được con xe ra bạo chúa hay không đây, khi mà Tarity cùng với Satoru Haki đã qua ăn quá nhanh với một con Rioma, một con Nagrod full dam. Và như vậy sẽ là xe bạo chúa dành cho G-Line ở thời điểm phút thi đấu thứ 18. Và vừa qua là một cơ hội, đó là một cơ hội mà Black Sirius họ muốn chủ động. Họ muốn chơi chủ động bắt vào Bridget, nhưng Bridget chống chịu là khá lâu với con bài Rioma và River trong bối cảnh đã hết chiêu rồi. Thì Ray có mặt quá kịp thời để giúp cho bên phía G-Line có một pha đánh trả thành công. Và như vậy với con xe ra bạo chúa vừa qua thì bên phía đội tuyển Black Sirius sẽ khá là khó để phòng ngự đây. Sẽ có những con xe ra tiên phong rất khỏe đẩy vào các đường cánh của bên phía Black Sirius, và thêm cả một trụ siêu cấp ở phía dưới cũng sẽ luôn luôn đẩy vào nữa, khiến cho Black Sirius sẽ cần phải có những nhịp di chuyển thực sự là khôn khéo. Tuy nhiên đây là pha di chuyển không hay tới từ River và sức chung anh ta bị bắt lại bởi Tama. Bây giờ thì G-Line chỉ cần đẩy hai đường đều thôi là hai đường mà còn trụ siêu cấp đối thủ, xong Tama nhồi vào thì tôi thấy rằng cái cửa đánh vào Tama nó đã khó rồi. Đằng sau thì Hoàng TD cứ bắn free rất khó khăn. Tarity có một cái tốc biến này,
Và bây giờ là thời điểm cái tốc biến này phải sử dụng một cách rất chuẩn xác. Phải nói là rất chuẩn xác thì may ra mới có thể đép được tình huống này. May ra mới có thể đép được ván đấu này. Đến Tarik thì một trụ siêu cấp có quá dễ. Tai bán tiếp tục lao vào cấm trụ, có quá nhiều cấm trụ. Và sẽ là ba đường siêu cấp rồi. Tarik thì quá yếu, không còn khả năng tham gia giao tranh nữa. Sẽ vẫn đang tiến vào khi mà những con sinh ra tiến vào đang tiến lên. Rốt cuộc là không còn khả năng chống đỡ đến từ BDS. Và tỷ số có thể sẽ là 3-0 hay chăng đây. Rớt tiến lên và anh ta nhận một cú bắn của Hoàng Tây quá đầu. Tạm thời là vẫn phòng ngự được những con sinh ra tiến vào đang tiến vào. Nhưng còn một turn nữa, còn một turn nữa. Và liệu BDS chống được hay không? Khi mà Hoàng Tây chỉ có một nửa cây thôi thì có lẽ là BDS vẫn trụ được. Một cú bắn hay, một cú bắn hay đến từ xạ thủ HQ để khiến cho Hoàng Tây suy yếu. Nhưng damage lên là quá cao, anh ta lập tức tốc đến để chạy đi. Tuy nhiên với tình huống bắn hay vừa qua của xạ thủ HQ thì có lẽ là bên phía đội tuyển July họ sẽ chưa thể lấy được anh ta chỉ có bên phía đối phương hay chăng đây. Tariki đã lùi về được rồi. Những hy vọng cuối cùng của đội tuyển BLS ở trong quãng thời gian cuối game này chỉ cần đánh nhà, Tama là vào cấn trụ và sau đó thành viên còn lại đánh nhà là đánh xong người trước và đánh người trước đã tốc biến lên rất nhiều sát thương tới từ thành viên của bên phía July hủy diệt được rớt. Sau đó là xạ thủ HQ và như vậy sẽ là 3-0 dành cho July. Một kết cục cũng chúng ta có lẽ quá dễ để có thể hình dung ra ở trong ván đấu vừa rồi khi mà đội tuyển July họ có trận tương cuối game mạnh, họ có cả có một Omega và như đã nói là không thể bị ngăn cản ở trong ban pick. Mặc dù BLS ở bên đỏ nhưng ngày hôm nay họ không có một ván đấu nào thực sự là ban pick triệt để được các thành viên của July. Tama quá khỏe, Hoàng TD cũng có quá nhiều sát thương và tôi nghĩ rằng chỉ cần hai người như vậy thôi. Bên cạnh đó còn được chấm thêm những nét đến từ những quả bạo của ETG, những tình huống chém nguồn cơ rắc rối của Gray, quá dễ dàng để có thể end game 3-0, một tỷ số sẵn khẳng định sự quay trở lại của July, một chuỗi thắng ngày và đều là những tỷ số rất đậm đến từ July. Trong khi July đang đi lên thì BS lại đi xuống. Tính tới thời điểm này thì họ mới chỉ thắng duy nhất Heavy thôi và đang thua liên tục ở trong những ngày thi đấu vừa qua. Và với kết quả là 0-3 trước July thì cái hệ số của Bastard cũng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Bởi vì là những gì chúng ta đã vừa phân tích từ trước thì Heavy vừa có được một điểm hiệu số trước Sài Gòn Phantom. Đó là một điểm hiệu số rất quan trọng trong cuộc đua cạnh tranh vị trí top 6 của mùa giải năm nay. Và rõ ràng là bên phía đội tuyển Bastard đang không có một phong độ quá ấn tượng ở mùa giải năm nay, mặc dù những cái tên của họ đều là những cái tên mà chúng ta đều đánh giá là chất lượng, có thể cạnh tranh được top 5. Có chất nhưng lượng. Rồi đến thời điểm hiện tại họ cũng đang ngang hàng với cả đội tuyển ING Media. Đúng thật, cũng ngang hàng, gọi là đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ rồi. Thua 3-0, hệ số của họ sẽ rất tệ ở trong giai đoạn lượt đi này. Có lẽ là hết giai đoạn lượt đi này cũng sẽ khó để cho BDS có thể hướng tới vị trí top 6 mất. Và đây là một sự cảnh báo, đây là một lời cảnh báo rất nguy hiểm đến từ BDS. Hãy nhìn những gương mặt của họ, hãy nhìn những con người của họ. HQ đã từng đánh cho đội tuyển HQ Sport, cũng đã từng lọt vào trong top 4 đội mạnh nhất. Dabohen cũng đã từng đánh cho Heavy, cũng đã từng được thi đấu quốc tế, cũng đã từng nằm trong top những đội mạnh nhất. Tarikti cũng đã nằm trong đội hình của Heavy. Và River mặc dù là một người chơi không có nhiều danh hiệu trước đó, nhưng về mặt kinh nghiệm thì anh ấy cũng đã từng thi đấu ít nhất là 1-2 mùa ở trong quá khứ. Có mỗi rớt chỉ là một thành viên non kinh nghiệm và chưa hoàn toàn hoàn thiện được bản thân mình mà thôi. Nhưng rõ ràng cái trường hợp của BDS này vẫn còn tốt hơn so với Heavy. Heavy có tới rất nhiều những con người gọi là thiếu đi sự kinh nghiệm, nhưng rồi thì BDS họ đang tự đánh mất đi chính mình. Còn đây là màn ăn mừng đến từ Tama, cắt cổ đối phương. Ít ra là với đội tuyển Heavy thì họ có một cái chiến thuật rõ ràng. Họ biết mình biết ta và họ đánh ở trong thế thủ để nuôi lớn được xạ thủ chết chủ lực cánh đàm trong quãng thời gian cuối game. Trong khi đó với bên phía Backstreet thì tôi đang chưa hiểu chiến lược của họ lắm. Tức là họ cũng không phải là đánh mạnh đầu game, họ cũng không phải là nuôi lớn bất cứ một vị trí nào cả. Họ tập trung nhiều vào giao tranh hơn, nhưng giao tranh của họ thì cũng thua so với cả các đối thủ của đội tuyển này. Và như vậy thì bên phía Backstreet đang bị lạc lõng, họ đang chưa có được những cái miếng đánh, chưa có được những cái bài đánh quá ấn tượng ở trong quãng thời gian vừa qua, khiến cho họ chìm sâu ở dưới gần đáy của bảng xếp hạng. Và MVP của ván thi đấu vừa qua sẽ lại gọi tên NTZZ. NTZZ sẽ tiếp tục có được MVP ở trong ngày hôm nay. Và anh ta đang cạnh tranh một vị trí rất gắt gao trong cuộc đua giành được danh hiệu MVP ở khu vực đường giữa. Và XP của anh ta lại có hơn 200.000 sát thương. Thế này thì bao giờ mới có một người đuổi kịp cái con số sắp xỉ 150.000 sát thương trung bình mỗi ván của anh ta đây. Khủng khiếp đấy, mùa trước thì tôi nhớ không nhầm NTZZ chỉ dừng ở khoảng 130.000 thôi. Mùa này đã lên tới con số 150.000 rồi. Thợ săn MVP không được thì bây giờ thợ săn sát thương. Thợ săn sát thương đến từ NTZZ, sát thương trung bình một trận đấu của NTZZ vẫn đang là khủng khiếp. Nhưng nó cũng được bổ trợ thêm bởi cái thời lượng thi đấu của mỗi ván đấu đến từ GLive cũng là lâu. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là cái lượng sát thương tỏa ra nó tốt thật. Nói đó thì rớt, có lẽ là ngày hôm nay anh ta nhận được một bài học rất lớn khi đối đầu với NTZZ về cái khả năng giữ vị trí và gây đảm.
lịch thi đấu sắp tới của đội tuyển Black Stars là họ còn một trận đấu cuối của dạng lượt đi, khi ngày 17 tháng 3 tức là ngày mai sẽ đối đầu với TDT. Sau đó ở lượt về thì họ gặp Sài Gòn Phantom và gặp lại TDT thêm một lần nữa vào lần lượt các ngày 30 tháng 3 và ngày 4 tháng 4. Lịch thi đấu của Black Stars không hề dễ dàng một chút nào cả, bởi vì là TDT cũng đang có phong độ cao tại mùa giải năm nay và cũng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí top 4 của giai đoạn 1. Còn với trận đấu với Sài Gòn Phantom thì có lẽ là quá khó dành cho Black Stars rồi. Trong khi đó với đội tuyển GG Live, ba đối thủ tiếp theo của họ khá dễ thở, khi đó là IEG Media hai lần và Heavy nữa. Mặc dù là G-Line đã để thua Heavy ở trong lượt đi, nhưng tôi nghĩ rằng là ở lượt về này thì mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Khi mà phần nào đó thì G-Line cũng đã có những cái bài học của mình sau trận thua đó rồi, và họ cũng sẽ có cái sự tập trung hơn. Và đó cũng sẽ là một trận đấu mà các bạn khán giả không thể bỏ lỡ vào ngày 30 tháng 3. Và rõ ràng ở thời điểm này thì hiện tại các thành viên ở bên phía đội tuyển G-Line đã phần nào đó lấy lại được cái phong độ của mình sau chuỗi thua ở trong quãng thời gian vừa qua. Như vậy thì cái cuộc đua cạnh tranh những vị trí top 4 sẽ có phần gay cấn và căng thẳng hơn rất nhiều tại mùa giải năm nay. Đây, GG Live đã quay trở lại cuộc đua, và sau trận thắng này thì họ sẽ có được con số điểm, đó chính là 3, tức là bằng điểm với TDT rồi đấy. Bằng điểm với TDT, và TDT còn trận đấu sắp tới khi họ sẽ gặp One Star. Sau đó thì trận đấu ngày mai thì TDT sẽ gặp đội tuyển đó chính là chính BNS. Thế nên là trường hợp GG Live ở trong trận đấu cuối họ gặp Inc thì nhiều khả năng là họ sẽ được đánh giá cao hơn và giành chiến thắng, nên rất có thể là G-Line sẽ có một cú nước rút để quay trở lại top 4 ở trong trận lượt đi này. Còn đây là những gì mà đã diễn ra trong đấu vừa rồi. Lượng sát thương đến từ NTG là quá tín, gần 220.000 sát thương, và nó gần như là gấp đôi so với Ignite có thể tạo ra. Một trận đấu quá vượt trội tại tuyến giữa trong cuộc đối đầu giữa G-Line và BNS. Nhìn chung thì ngày hôm nay các thành viên của bên phía đội tuyển G-Line họ làm tốt hơn từ giai đoạn ban pick cho tới khâu chiến thuật, và kể cả phong độ của các tuyển thủ của bên phía đội tuyển G-Line đều là khá vượt trội hơn so với cả bên phía Black Stars. Trong khi đó với bên phía Black Stars thì ngày hôm nay không phải là một ngày thi đấu quá hay của đa số các tuyển thủ của họ. Chúng ta hay nói nhiều về Sert mắc sai lầm, nhưng phải nói rằng là những thành viên khác, những thành viên có kinh nghiệm khác của bên phía Black Stars cũng chưa thể hiện được quá nhiều ở trong ngày hôm nay, để rồi họ nhận một trận thua với tỷ số 0-3. Với trận thua này, Black Stars sẽ tiếp tục chìm sâu ở những đội cuối bảng xếp hạng, và nếu như họ không quay trở lại ngay trong lượt về thì hoàn toàn Black Stars cũng như là IEG Media sẽ đánh mất cơ hội của mình để có mặt trong giai đoạn 2 của đấu trường hy vọng mùa xuân 2024. Và nếu như họ muốn comeback ở trong giai đoạn lượt về thì có thể sẽ phải nghĩ đến trường hợp đó là chuyển nhượng, vì chúng ta sẽ có một cái giai đoạn chuyển nhượng ở giữa giai đoạn 1, đó chính là giữa giai đoạn lượt đi và giữa giai đoạn về của giai đoạn 1 của vòng bảng. Chúng ta sẽ có giai đoạn 1, giai đoạn lượt đi, giai đoạn lượt về. Thế nên là thôi, bỏ cái từ giai đoạn ở trước lượt đi lượt về đi cho nó dễ rồi đúng không? Lượt đi, giữa lượt đi và lượt về của giai đoạn 1 đấy, sẽ có một cái chuyển nhượng, và rất có thể nếu như BNS thực sự quá bị chìm sâu xuống dưới đáy bảng xếp hạng thì họ buộc phải nghĩ đến chuyện là chuyển nhượng, đem lại những bản hợp đồng nó chất lượng để nâng cấp đội hình của mình hơn, để comeback lại ít nhất là top 5. Tôi nghĩ rằng là với tham vọng năm nay của BNS thì họ phải comeback được top 5 thì mới thỏa mãn được cái mục tiêu đề ra, bởi vì đó cũng là một trong những vị trí mà nếu như có vòng quay cạc thì sẽ có thể có cơ hội được tham dự. Trong khi đó với các thành viên của bên phía đội tuyển GG Live thì đội hình của họ đang càng ngày càng hoàn thiện hơn với những cái tên mà họ đang có. Đôi lúc thì họ sẽ thay thế giữa Bridget và Kuga thôi, còn đâu nhìn chung cái chất lượng đội hình của bên phía GG Live là khá tốt tại thời điểm này rồi. Hiện tại thì như những gì mà chúng ta đã phân tích từ trước, các thành viên của bên phía GG Live sau khi họ có được chiến thắng 3-0 vừa qua, họ sẽ vươn lên vị trí thứ tư vượt qua TT khi mà có cùng 3 điểm. Nhưng hiệu số của GI là tốt hơn với 2, còn TT thì đang có 3 điểm nhưng không điểm hiệu số. Tuy nhiên hiện tại thì TT còn đang thi đấu ít một trận. Thế nên là hoàn toàn TT có thể lấy được lại điểm số của mình nếu như họ chiến thắng trước One Star trong ngày hôm nay. Và đó cũng là trận đấu tiếp theo. Đó cũng là trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu hôm nay, và ở trong trận đấu cuối cùng Team Flash, FPT Flash sẽ đối đầu với cả Heavy. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của cả cá nhân Heavy lẫn cả FPT Flash luôn. Họ sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi của mình sớm. Và với những diễn biến như thế này thì nếu như bóng One Star thắng đậm TDT và team FPT Flash họ chiến thắng trước đội tuyển Heavy thì chắc là FPT Flash sẽ khá chắc vị trí top 3 rồi, ít nhất là top 3. Còn lại thì top 2 được hay không thì nó cũng phải phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Sài Gòn Phantom và One Star nữa, diễn ra vào cuối tuần. Đó là trận đấu siêu kinh điển mà chúng ta cũng đang hết sức mong chờ. Còn ở trong trận đấu ngày hôm nay, G-Line đúng là đang có một cuộc nước rút giống như Buriram. Buriram ở Thái Lan cũng có một cuộc nút rút để từ cuối bảng xếp hạng, đúng cuối bảng xếp hạng, sau đó thì vươn lên top 4. Và bây giờ G-Line cũng ở gần me mé cuối và họ cũng đã quay trở lại top 4 rồi, và rất có thể là kết thúc lượt đi họ sẽ ở trong top 4 này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần phỏng vấn sau trận đấu để xem các thành viên của G-Line họ chia sẻ những gì sau chiến thắng rất đậm vừa rồi trước đội tuyển BNS.
Xin chào, chào mừng các khán giả, chúng ta đã quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu của đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa được chứng kiến một chiến thắng cực kỳ tuyệt vời đến từ phía GG Live với tỷ số là 3-0. Và có một vị trí support rất tuyệt vời đang đứng bên cạnh Thúy Vi đây. Xin chào Tâm ạ. Xin chào mọi người. Vâng ạ, đầu tiên thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng cho chiến thắng vừa rồi của GG Live cũng rất là được trở, rất là tuyệt vời đúng không nào? Và phải nói là GG Live đã có phần trở lại rất là mạnh mẽ sau hai chiến thắng liên tiếp. Thì riêng cá nhân Tama thì không biết là bạn có tự tin là GG Live sẽ có mặt trong đấu trường top 4 của đấu trường danh vọng năm nay sau khi mà mình kết thúc giai đoạn 1 hay không? Theo team mình thì mình rất là tự tin sẽ vào top 4 giai đoạn 1. Rất là tự tin sẽ là top 4 giai đoạn 1 nha. Mà nghe được lời này chắc là những fan của GG Live rất là vui và rất là tự hào đúng không nè. Và đối với ván thứ hai thì chúng ta cũng có thể thấy được là GG Live đã để lỡ mất, để cho đối thủ của mình cướp mất tà thần, cũng như là quay trở lại tương đối là mạnh mẽ đúng không mọi người. Nhưng mà GG Live chúng ta đã phải có những điều chỉnh như thế nào để mà chúng ta có thể lấy lại thế trận cũng như là giành được chiến thắng ở ván đấu thứ hai nè? Sau ván đấu thứ hai thì tụi em Maxia thì tụi em còn rất là nhiều địa đường nên thành ra vẫn thủ được. Vâng ạ, mặc dù hơi để lỡ một xíu nhưng mà không sao, mình vẫn gỡ lại được đúng không nè. Và hôm nay thì như Thúy Vi có nói từ đầu á mọi người, chúng ta thấy Tama ở vị trí trợ thủ rất là tuyệt vời mà chơi nhìn rất là mê luôn đúng không? Vậy thì ngày hôm nay mình thấy mọi người hỏi ở dưới bình luận cũng rất là nhiều, không biết là theo cá nhân Tama thì Tama sẽ chọn top 3 trợ thủ của meta hiện tại sẽ là những vị tướng nào ha? Theo mình top 3 trợ thủ hiện tại là Timmy, Ibanez và Omega. Wow, đây cũng sẽ là một tip cho các bạn khán giả nào mà chúng ta chơi trợ thủ đúng không? Sẵn đây nè, Thúy Vi hỏi luôn, ai mà chơi trợ thủ thì ghi nhớ lại nha. Thì không biết là đối với cá nhân bạn thì bạn có một số gợi ý hay là một số tip nào cho các bạn khán giả mình chơi trợ thủ được mượt mà hơn, được đỉnh như Tama không ha? Nói về tướng hả? Tướng cây rồi hả? Về con Ibanez thì nó có chưa kiểu tích nội tại, mỗi giao trên nó rất là tốt và đột biến cho team. Còn về Timmy á, nó sẽ hack tiền và nó sẽ di chuyển rộng và kiểu như cover team rất là tốt, mỗi tranh cũng được luôn. Còn Omega về phía băng trụ tăng càng rất là khỏe, về những pha băng trụ không có lính thì nó ok. Wow, vậy thì là mình thấy nè, mỗi vị tướng sẽ có một thế mạnh khác nhau, tùy vào thế mạnh và điểm mà các bạn muốn phát huy thì chúng ta cứ chọn tướng theo gợi ý của Tama ngày hôm nay ha. Và ngày mai cuối tuần này thì chúng ta sẽ diễn ra một trận đấu phải nói là rất là trực lửa giữa Sài Gòn Phantom và One Star Esports. Thì mình cũng là một trong những đối thủ của hai đội này, mình cũng đã từng đối mặt với hai đội này. Thì không biết là Tama sẽ có đánh giá như thế nào đối với cái diễn biến của trận đấu này ha? Về hai đội này thì một đội là đội đương và một đội là đội mang. Wow. Thì rất là kiểu ngang nhau. Mình sẽ đoán là 3-2 mà đội nào thì chưa biết. 3-2 mà đội nào thì chưa biết. Vì thì chúng ta cũng phải đợi đến ngày mai để xem ông Đương và ông Mang của chúng ta sẽ như thế nào đúng không mọi người? Xin được cảm ơn Tama ạ. Và Thúy Vi cũng xin được cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình chúng tôi. Xin được cảm ơn Mì Ăn Liền, Hảo Hảo, Mì Ly Handy Hảo Hảo tiếp tục đồng hành 5 lần liên tiếp cùng đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile. Hảo Hảo, Bùng Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Và xin được cảm ơn nước uống sữa trái cây TH Chu Chui Miu, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH đã đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. TH Chu Chui Miu, năng lượng tự nhiên, chuyển game cực chất. Và xin được cảm ơn Tama với những tip cũng như là những lời chia sẻ vừa rồi ạ. Và xin chúc cho GG Live chúng ta sẽ giành được nhiều chiến thắng rực rỡ hơn nữa. Xin được cảm ơn bạn và xin được cảm ơn các khán giả chúng ta đã theo dõi phần phỏng vấn ngày hôm nay. Và chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ được theo dõi những diễn biến trận đấu tuyệt vời và cùng nhau gặp lại nhau ở phần phỏng vấn sau trận đấu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.